Chương 438, Lôi Hoàng ra mặt. Nhân tộc trấn thủ sứ, rống. Lôi Trạch thần tộc trên không, nồng nặc khí vận bỗng nhiên chấn động, có người thủ thân rồng lôi thần nộ rống gào thét, tự như là bị cái gì thương tích bình thường. Ngay sau đó, sở hữu Lôi Trạch thần tộc sinh linh bên trong, nội tâm đều có loại bi thương cảm xúc hiện ra tới. Thần vương vẫn lạc, sinh linh cùng buồn. Bọn hắn đã minh bạch, là có thần vương vẫn lạc, mới có thể xuất hiện dạng này dị tượng. Tại thần vương vẫn lạc dị tượng xuất hiện thời điểm, Lôi Trạch trong thần tộc, một cổ hơi thở mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát đi ra. Rung chuyển thiên địa đều là đang khe khẽ rung rẩy. Ai dám giết ngô Lôi Trạch thần tộc thần vương? Rống giận trầm thấp, hiện lộ rõ ràng đối phương lửa giận. Trong đại điện, một đám Lôi Trạch thần tộc cường giả đã hội tụ, mỗi cái cường giả sắc mặt đều là rất khó coi. Thần vương vẫn lạc. Đây là có thế lực khác, tại công nhiên đánh Lôi Trạch thần tộc mặt mũi. Lôi Tề thần vương không phải tiến về Minh Hà dãy núi sao, tại sao lại đột nhiên vẫn lạc, chẳng lẽ thượng cổ di chỉ trong có cái gì lớn hung hiểm? Có thần vương chau mày. Dứt lời, lại là có cái khác thần vương lắc đầu, không thể nào. Liền xem như thượng cổ di chỉ thật có cái gì hung hiểm, há có thể chém giết một tôn thần vương, liền xem như có thể diệt thần vương nhục thân, vậy đoạn không có khả năng diệt sát thần quốc. Trong này, nhất định là có chủng tộc khác cường giả động thủ. Nghe vậy, còn sót lại thần vương đều là gật đầu, đối với lần này có chút tán đồng. Tại bọn hắn xem ra, thượng cổ di chỉ dù là thật tồn tại một loại nào đó nguy hiểm, vậy nhiều lắm thì để thần vương nhục thân vẫn lạc mà thôi, sao lại để chân thân vẫn lạc? Có thể để cho thần vương chân thân vẫn lạc, cũng chỉ có một tiền đề. Đó chính là thần quốc băng diệt. Có thể làm đến bước này, tỷ lệ lớn là vạn tộc tu sĩ gây nên. Sau đó, một đám thần vương đều là nhìn về phía chủ vị vĩ ngạn thân thể. Thần chủ Tây Đoạn thông thiên triệt địa. Bọn hắn không rõ ràng Lôi Tề thần vương như thế nào vẫn lạc, vị này cũng không khả năng không biết. Lôi chủ không nói gì, trong mắt có thần quang thai nghén, phản phất là tại thôi diễn cái gì đồng dạng. Ngay sau đó, thì có hình tượng trong mắt hắn bày biện ra tới. Nhưng hình tượng còn không có hoàn toàn xuất hiện, chính là ầm vang vỡ vụn ra, sở hữu tu sĩ đều chỉ theo đối phương trong mắt. Nhìn thấy một vệt tê thiên liệt địa kiếm ý, kiếm đạo cường giả. Chư thiên ở trong kiếm đạo cường giả không ít, nhưng nhập thượng cổ di chỉ kiếm đạo cường giả lẽ ra không nhiều mới là, mà có thể chém giết Lôi Tề thần vương càng là không có bao nhiêu, chỉ cần dò xét một phen, liền có thể tìm tới chém giết Lôi Tề thần vương hung thủ. Có thần vương lạnh giọng nói. Từ một màn kia tê thiên liệt địa trong kiếm ý, liền có thể minh bạch chém giết thần vương chính là một vị kiếm đạo cường giả. Dạng này cường giả, nếu như là tại chư thiên bên trong tìm kiếm lời nói, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Có thể chỉ là khi tiến vào thượng cổ di chỉ một nhóm kia tu sĩ bên trong tìm kiếm, phạm vi lập tức liền rút nhỏ vô số lần, muốn tìm liền không có khó khăn như vậy rồi. Lúc này, Lôi Hoàng thanh âm uy nghiêm truyền đến, không dùng dò xét. Nếu như bản hoàng không có đoán sai, chém giết Lôi Tề nên là Chung Sơn thị tộc vị kia thiên kiêu. Lôi Hoàng nói là Chung Sơn hạ. Có cường giả biến sắc. Lôi Hoàng gật đầu, Chung Sơn hạ có thể chém giết Hoàng Sơn thần tộc quy tắc thần vương, thực lực có thể thấy được chút ít, Lôi Tề thực lực mặc dù không yếu, nhưng cùng Hoàng Sơn Bạch Thanh so sánh đều kém không chỉ một bậc. Bây giờ trực diện Chung Sơn hạ càng không có phần thắng có thể nói. Vốn cho rằng Chung Sơn thị tộc chỉ là tiễn giới tật, không nghĩ tới đã thành như dòi trong xương, chung quy là để bọn hắn đã có thành tựu. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Chung Sơn thị tộc rất có thể ẩn nhẫn, từ lần trước đại tranh chi thế về sau, đối phương đã là yên lặng trăm vạn năm, thủy chung là không hiển sơn không lộ thủy, để các tộc đều là đúng hắn sinh ra không ít khinh thị. Hiện tại, đại tranh chi thế lại một lần mở ra, Chung Sơn thị tộc mới thật sự là hiển lộ ra tài năng. Lôi Hoàng có thể minh bạch. Mục đích của đối phương chính là muốn lần nữa đại tranh chi thế trúng được lợi, khiến cho Chung Sơn thị tộc đợi thêm đỉnh phong. Không thể không nói. Chung Sơn thị tộc dự định đích thật là thành công rồi. Hiện tại chư thiên thế cục khẩn trương đến tận đây, liền xem như đối phương triển hiện ra không tầm thường tiềm lực, cũng không có mấy cái thế lực có thể đối hắn ra tay toàn lực. Bao quát Lôi Trạch thần tộc cũng giống như vậy. Có thần vương ánh mắt băng lãnh, Chung Sơn Thị Tộc làm việc càng thêm càng rỡ, đầu tiên là chém giết Hoàng Sơn Thần Tộc Thần Vương, lại là cùng La Tiêu Thần Tộc là địch. Bây giờ càng là giết Ngô Lôi Trạch Thần Tộc Thần Vương, nếu là tộc ta không làm ứng đối lời nói, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm hung hăng ngang ngược. Ngô Nguyện tự mình xuất thủ, để Chung Sơn Thị Tộc trả giá đắt. Ngươi! Lôi Hoàng nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, sau đó lắc đầu, ngươi thực lực xác thực không yếu, nhưng muốn nói đối phó Chung Sơn Thị Tộc lại là kém một chút, cũng được, bản Hoàng hồi lâu không có đi lại, lần này liền hoạt động một chút đi. Lôi Hoàng muốn đích thân xuất thủ. Nghe nói câu nói này, tất cả thần vương đều là biến sắc. Thần chủ không manh động. Chỉ vì thần chủ địa vị không phải bình thường, thật muốn dính đến thần chủ phương diện chiến đấu, rất có thể liên lụy đến toàn bộ thần tộc. Lại có chính là, thần chủ chính là nhất tộc mặt mũi. Thật giống như Hoàng Sơn Thần Tộc cùng với La Tiêu Thần Tộc một dạng, thần chủ tự mình xuất thủ, lại không có thể đem Chung Sơn Thị Tộc trấn áp, bằng bạch ném hai tộc mặt mũi. Đối với thần tộc mà nói, mặt mũi cũng là có chút trọng yếu. Hiện nay Lôi Hoàng muốn đích thân xuất thủ, sự tình liền có chút không giống nhau. Chung Sơn Thị Tộc danh tiếng chính thịnh, bản Hoàng vậy muốn nhìn một chút. Bây giờ Chung Sơn Thị Tộc cùng trước đây ít năm Chung Sơn Thị Tộc có cái gì khác biệt? Lôi Hoàng thanh âm bình tĩnh vang lên. Chờ đến dứt lời thời điểm, thân hình của hắn đã là biến mất ở giữa hư không. Lôi Tề Thần Vương bỏ mình. Thượng cổ di chỉ trong thiên địa, Lôi Lê ánh mắt băng lãnh như tháng chạp trời đông. Thần Vương vẫn lạc. Liền xem như đối với thần tộc mà nói, đều là một cái tổn thất không nhỏ. Nhưng là so với chỉ là mặt mũi tổn thất, hắn càng để ý là một tộc kia có can đảm xem Lôi Trạch Thần Tộc như không, công nhiên chém giết Lôi Trạch Thần Tộc Thần Vương. Không có từ trước đến nay. Lôi Lê trong đầu, toát ra Chung Sơn Thị Tộc thân ảnh. Chẳng lẽ Lôi Tề là vẫn lạc tại Chung Sơn Thị Tộc trên tay? Khả năng này không phải là không có. Lần này Chung Sơn Thị Tộc tiến vào thượng cổ di chỉ cường giả không nhiều, nhưng có chém giết Lôi Tề thực lực cường giả, lại là có hai cái. Một là lực chiến thần chủ Trúc Tông chủ, một là Chung Sơn Thị Tộc Thiên Kiêu Chung Sơn Hạ. Cái sau tuy là nửa bước thần vương, lại có được chém giết quy tắc thần vương chiến tích. Đến như cái trước, vậy thì càng thêm đáng sợ. Mặc dù đối phương lực chiến thần chủ chính là mượn thông u dẫn lực lượng. Có thế bản thân nội tình cũng coi là thần chủ trở xuống chí cường giả, liền xem như chính hắn đối mặt Chung Sơn Đông Huyền, cũng không có cái gì phần thắng có thể nói. Dạng này cường giả, thật muốn để mắt tới Lôi Tề lời nói, Lôi Tề vẫn lạc cũng là bình thường sự tình. Càng nghĩ, Lôi Lê đã cảm thấy là Chung Sơn Thị Tộc gây nên khả năng càng lớn. Suy đoán như vậy, không có bất kỳ cái gì nguyên do, vẻn vẹn trong cõi U Minh truyền tới báo hiệu mà thôi. Đối với tự thân giác quan thứ sáu, hắn luôn luôn là phi thường tin tưởng. Chung Sơn Thị Tộc, nếu như sự tình thật là các ngươi gây nên lời nói, các ngươi chính là tự chịu diệt vong. Lôi Lê sắc mặt lạnh lẽo. Lôi Trạch Thần Tộc cũng không phải Hoàng Sơn Thần Tộc loại kia kéo dài hơi tàn thần tộc. Nếu quả như thật là Chung Sơn Thị Tộc gây nên lời nói, như vậy nhất định phải để Chung Sơn Thị Tộc trả giá cái giá tương ứng. Cùng lúc đó, cái khác tiến vào phương thiên địa này Lôi Trạch Thần Tộc cường giả, đều là sinh lòng cảm ứng, biết được thần vương vẫn lạc. Trong hư không, có chiến xa màu vàng ống phi nhanh, mặc dù là có không gian trở ngại, nhưng chiến xa tốc độ nhưng cũng là không chậm chút nào. Từ nhập phương thiên địa này bắt đầu, cho đến bây giờ, đã là đi qua mấy ngày. Nhưng cho đến bây giờ, cũng không có tìm tới nghe đồn ở trong tạo hóa thần liên. Đối với lần này, Thánh Thần Tử cũng là có chút không kiên nhẫn. Không phải hắn lo lắng tạo hóa thần liên rơi vào tu sĩ khác trong tay, mà là thời gian lại như thế lãng phí xuống dưới, không biết phải bao lâu tài năng đạt tới mục đích. Trong lúc đó, Thánh Thần Tử cũng có đụng phải một chút tu sĩ, nhưng này chút tu sĩ đều là không kịp nói chuyện, liền bị hắn cho trực tiếp xuất thủ đã diệt nhục thân. Bất luận là thần cảnh cũng tốt, hoặc là thần vương cũng được, đều không ngoại lệ. Đương nhiên rồi. Vì tiết kiệm thời gian, hắn vậy vẻn vẹn đã diệt nhục thân mà thôi, không có thật sự giết vào một phương thần quốc bên trong, đem thần vương triệt để tru diệt. Ở tại trong mắt, có thể bị bản thân cánh tay trấn áp thần vương, căn bản không đáng coi trọng. Chính đáng hoàng kim chiến xa tại hư không phi nhanh thời điểm, đột nhiên, sau lưng có cổ khí tức cường đại tiếp cận. Không đợi Thánh Thần Tử kịp phản ứng, liền gặp được thanh sắc lưu quang phá toái hư không, trong nháy mắt chính là vượt qua bản thân, ngập vào phương xa hư không. Đó là ai? Nhìn qua phía trước lưu quang, hắn có thể chính xác bắt được chiến xa bằng đồng thau thân ảnh. Chỉ là xem trong đầu của mình ký ức, Thánh Thần Tử đều muốn không đứng lên. Chiến xa bằng đồng thau đến tột cùng là đến từ một tộc kia thế lực. Không có cách nào. Tại nhập Thượng Cổ Di Chỉ trước kia, sự chú ý của hắn đều là rơi vào các phương thần tộc trên thân. Bắc Ly thị tộc mặc dù đang ở thị tộc ở trong có chút thanh danh, nhưng cũng không đủ để bị Thánh Thần Tộc để ở trong lòng. Bây giờ, có thần bí cường giả điều khiển chiến xa bằng đồng thau, không lọt vào mắt trong hư không áp chế, tốc độ đảo mắt chính là siêu việt bản thân. Để Thánh Thần Tử nội tâm không thể ức chế dâng lên một cổ mãnh liệt sát ý, đừng để bản Thánh Tử biết rõ ngươi là ai. Hắn ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hư không đã biến mất không thấy gì nữa lưu quang. Lần này tiến vào Thượng Cổ Di Chỉ tu sĩ bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thần chủ mà thôi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vẫn là ở vào thần vương phạm trù. Nhưng là, những cái kia nửa bước thần chủ, đều lệ thuộc vào một phương nào thần tộc, mà những cái kia trong thần tộc cùng vừa mới chiến xa bằng đồng thau không có bất cứ quan hệ nào. Mà thị tộc bên trong đến cường giả bên trong, đọc lấy Chung Sơn thị tộc cường đại nhất, nhưng Chung Sơn thị tộc Thánh Thần Tử cũng là có chút hiểu rõ, chiến xa bằng đồng thau cũng không khả năng đến từ Chung Sơn thị tộc. Sở dĩ chiến xa bằng đồng thau chỉ có thể là tới từ Tiềm Thường thị tộc. Tiềm Thường thị trong tộc, đến chí cường giả, đoán chừng cũng chỉ là tại thần vương đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh tả hữu mà thôi. Muốn hắn từ xuất thế đến nay, từ trước đến nay đều là cùng thế hệ bên trong dẫn trước người, chưa hề bất luận là một tu sĩ nào có thể ở cùng giai bên trong, tại một cái nào đó phương diện dẫn trước với mình. Bây giờ, có xa là thần vương, có thể tại phương này giữa thiên địa, tại phương diện tốc độ hoàn toàn đem bản thân bỏ lại đằng sau, tự nhiên để Thánh Thần Tử nội tâm hiển hiện sát ý, hắn có thể kết luận. Trên người của đối phương nhất định là có đại bí mật. Chương 439, duyên phận không cạn. Không nhận hư không uy áp ảnh hưởng, Thẩm Trường Thanh toàn lực thôi động thần phong cổ chiến xa, tại thiên địa bên trong lấy cực nhanh tốc độ đang chạy. Đối với mình như thế cao điệu làm việc, hắn cũng là không có cái gì để ý, chỉ bảo trước mắt, tuyệt không phải sợ hãi rụt rè thời điểm. Dù sao muốn tranh đoạt cơ duyên, liền nhất định phải xuất ra đầy đủ quyết đoán. Đến như sau đó sẽ hay không bởi vậy mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, vậy liền sau đó lại nói. Trong lúc đó, cũng giống vậy là có hung thú tập kích. Nhưng là đại đa số hung thú, tại đối mặt thần phong cổ chiến xa thời điểm, đại đa số đều là đuổi không kịp tốc độ, liền xem như may mắn đuổi kịp, cũng là không chịu nổi một kích. Màn hoàng thế giới bên trong, chỉ có giết chóc mà không cái khác. Bất quá, Thẩm Trường Thanh ngẫu nhiên vậy nhìn thấy cái khác vạn tộc tu sĩ tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, tiến vào Thượng Cổ Di Chỉ các tộc tu sĩ, đã là có không ít tiến vào phương thiên địa này bên trong, cái này khiến nội tâm của hắn càng là sống ra một chút bức thiết cảm giác. Đến tu sĩ càng nhiều, mình có thể đạt được tạo hóa thần liên cạnh tranh chính là càng lớn. Đặc biệt là hiện tại không biết tạo hóa thần liên tồn tại ở nơi nào, vạn nhất bị tu sĩ khác đánh bậy đánh bạ đụng phải lời nói, kia việc vui liền lớn. Mặt khác, tại một đám tu sĩ bên trong, Thẩm Trường Thanh cũng ở đây một cái nào đó tu sĩ trên thân, cảm giác được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức. Cổ khí tức kia, để hắn có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào cảm thụ qua đồng dạng. Rất nhanh, hắn liền hiểu, cổ khí tức kia đến tột cùng là đến từ ai trên thân. Bá Thiên Thần Quân. Thẩm Trường Thanh ánh mắt chớp lên. Trên người hắn có được Bá Thiên Thần Quân bản nguyên. Trong động thiên càng là có được chôn cất Bá Thiên Thần Quân thần hồn quan tài, sở dĩ bản thân đối vu Bá Thiên Thần Quân khí tức lại là cực kỳ quen thuộc rồi. Liền xem như đối phương ẩn núp vô cùng tốt, cơ hồ đến giọt nước không lọt trình độ, thế nhưng không thể gạt được tự thân cảm giác. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là nghĩ tới phương diện khác. Lần trước ta từ tử vong cấm khu Thượng Cổ Di Chỉ lúc rời đi, từng có cường giả suy tính, mà kia suy tính ta cường giả, nên chính là Bá Thiên Thần Quân rồi. thần quân cường giả sao lại tùy tiện vẫn lạc? Nhưng đối phương không có chết. Vậy khẳng định là đoạt xá những thứ khác sinh linh, tài năng sống lại một đời. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh hồi tưởng đến vừa rồi cảm thấy được cổ khí tức kia nơi phát ra, trong đầu rất nhanh hiện ra tương ứng tin tức. Huyễn thị tộc, thiên kiêu huyễn vực, làm thiên kiêu phương diện cường giả, bất kể là ngày xưa Tử Vân Thánh hoặc là phía sau Bắc Ly Vấn Thiên, cả hai đều là từng nghe nói danh tiếng kia, đối hắn cũng có như vậy một chút hiểu rõ. Bây giờ xem ra, Bá Thiên Thần Quân là đoạt xá huyễn thị tộc vị kia thiên kiêu, lần này Thượng Cổ Di Chỉ mở ra, nói không chừng là cùng đối phương có quan hệ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thượng Cổ Di Chỉ xuất thế, bản thân liền là cực kỳ hiếm có sự tình. Đặc biệt là thần quân tầng thứ Thượng Cổ Di Chỉ, theo hắn hiểu rõ bên trong, dù cho là thời gian ngàn năm, đều chưa hẳn có thể có một phương cấp độ này Thượng Cổ Di Chỉ xuất thế. Phía trước mới có Bá Thiên Thần Quân Thượng Cổ Di Chỉ xuất thế, không bao lâu thì có Minh Hà Thần Quân Thượng Cổ Di Chỉ xuất thế, không thể không nói, cả hai quả thực là có chút đúng dịp. Minh Hà Thần Quân chính là thời kỳ Thượng Cổ cường giả, Bá Thiên Thần Quân cũng là thời kỳ Thượng Cổ tồn tại, cả hai đã từng nói không chừng càng là cùng tồn tại ở thế cường giả. Cứ như vậy, Bá Thiên Thần Quân nắm giữ trong tay có Thượng Cổ Di Chỉ tin tức, cũng đã rất bình thường. Sở dĩ, trước mắt cái này phương Thượng Cổ Di Chỉ, có rất lớn có thể là Bá Thiên Thần Quân mở ra. Nghĩ đến cái này khả năng, Thẩm Trường Thanh càng thêm chắc chắn. Sự tình không có lý do như vậy trùng hợp, Minh Hà Thần Quân lưu lại Thượng Cổ Di Chỉ bên trong, vừa vặn có Bá Thiên Thần Quân thân ảnh. Cứ việc nói, Thượng Cổ Di Chỉ xuất thế động tĩnh cực lớn, đối phương có thể là trùng hợp lấy được tin tức, tiếp theo đến đây nơi này. Nhưng là, hắn cùng với hắn tin tưởng đối phương là trùng hợp. Chẳng bằng kết luận đối phương chính là sớm có dự mưu. Bởi vì này dạng vừa đến, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông. Cùng là thời kỳ Thượng Cổ, lại chênh lệch thời gian không nhiều cường giả, Bá Thiên Thần Quân trong tay nắm giữ Minh Hà Thần Quân lưu lại Thượng Cổ Di Chỉ phương pháp, chính là lại không quá bình thường. Nếu thật là như vậy Bá Thiên Thần Quân chính là ta lần này tiến vào thiên địa địch nhân lớn nhất rồi. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng. Đối phương có thể mở ra Thượng Cổ Di Chỉ, nhất định trong tay nắm giữ tương ứng tin tức. Cứ như vậy, Bá Thiên Thần Quân rất có thể, trước chính mình một bước đạt được Tạo Hóa Thần Liên, cùng với Thần Quân truyền thừa. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như cũng là bị giới hạn phương thiên địa này Minh Hà Thần Quân lưu lại cấm chế, so ra mà nói, ta vẫn là có được nhất định ưu thế. Thẩm Trường Thanh hồi tưởng vừa mới đối phương hành tẩu ở giữa thiên địa tốc độ, hắn cũng là hơi buông xuống một điểm tâm. Tối thiểu nhất, mình không phải là một chút ưu thế cũng không có. Bất quá, Bá Thiên Thần Quân xuất hiện, cũng làm cho Thẩm Trường Thanh minh bạch một cái đạo lý. Đối phương có thể trùng sinh, như vậy những thứ khác thần quân cường giả cũng có thể trùng sinh. Chưa chừng, hiện tại chư thiên bên trong, thì có rất nhiều cổ xưa cường giả lấy đoạt xá phương thức sống lại một đời. Mà lại, có khả năng nhất bị đoạt xá đối tượng, chính là chư thiên bên trong, trước mắt có danh tiếng những cái kia thiên kiêu. Dù sao như thế cường giả trùng sinh như thế nào cam chịu tầm thường, đối phương sống lại một đời, nó mục đích chính là muốn mượn nhờ một thế này lực lượng lại lên đỉnh phong, thậm chí cả đánh vỡ trước kia chưa từng đánh vỡ ràng buộc. Mạnh như vậy người. Sống lại một đời, tất vì thiên kiêu. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Chư thiên nước, xem ra so với ta tưởng tượng phải sâu a. Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài một cái. Thanh Y thần sắc lạnh nhạt, tôn thượng làm gì lo lắng, liền xem như thật có cường giả thời Thượng Cổ trùng sinh, cùng cảnh ở trong luận đến nội tình, vậy tất nhiên là kém xa ngươi. Thẩm Trường Thanh nội tình tiềm lực, là ở vô số tuế nguyệt đến nay, gặp qua tồn tại mạnh nhất. Liền xem như Thượng Cổ hoàng đình ngũ phương đế quân so sánh cùng nhau, chỉ sợ đều là chênh lệch một tuyến. Mạnh như vậy người, đặt ở bây giờ chư thiên, hoàn toàn có trấn áp một thời đại tư cách. Đây không phải đùa giỡn, Thanh Y đối với chuyện này là có tuyệt đối tự tin. Dù sao, Thượng Cổ hoàng đình ngũ phương đế quân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bất kỳ cái gì một vị đã từng đều là cử thế vô song thiên kiêu, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại bên trong, đều có trấn áp hết thảy khả năng. Thượng Cổ đế quân còn có thể làm đến một bước này, làm sao huống là vị này. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, dưới mắt chỉ có thể là bước đi nhìn bước, bất luận là cỡ nào cường giả trùng sinh, đều tất nhiên không thể ngăn cản nhân tộc xuất thế bước chân. Nói xong, hắn không tự chủ được nhớ tới cái kia Thanh Y tu sĩ nói lời. Thời gian không nhiều lắm. Cụ thể là cái gì thời gian không nhiều lắm, chính Thẩm Trường Thanh cũng không tin tưởng. Nhưng là đối phương câu nói kia, liền giống như ác mộng bình thường, ở hắn trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Hiện tại, Thẩm Trường Thanh không sai biệt lắm là có thể xác định, tương lai tất nhiên là có cái gì chuyện không tốt phát sinh, hoặc là vẹn vẹn lan đến gần toàn bộ nhân tộc, hoặc là chính là càn quét chư thiên vạn tộc. Nhưng bất kể là cái nào khả năng, nhân tộc đều tất nhiên sẽ bị lan đến gần. Chỉ có tận khả năng tăng lên thực lực mình, mới là giải quyết hết thảy phiền toái căn nguyên. Dịch. Hắn nghĩ tới cái kia thần bí tồn tại, trong lòng cũng là còn có rất lớn lo nghĩ. Đối phương tới thần bí, đi thần bí. Cho đến nay, chính mình cũng không thể chân chính hiểu rõ đến thân phận của đối phương. Nhưng là, Thẩm Trường Thanh biết rõ, tương lai, bản thân tất nhiên sẽ theo đối phương gặp lại một mặt. Chỉ là lúc kia là địch hay bạn, vậy liền khó mà nói. Lưu Quan phá toái hư không? Thần phong cổ chiến xa không ngừng xâm nhập thiên địa hạch tâm. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trong chiến xa, có thể rõ ràng cảm thấy được, quanh mình linh khí càng thêm nồng đậm. Phải biết, to lớn trong trời đất, chỉ có thiên địa hạch tâm mới là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Bây giờ, linh khí càng lúc càng nồng nặc, liền mang ý nghĩa bản thân đang không ngừng xâm nhập thiên địa hạch tâm, mà một khi tiến vào thiên địa hạch tâm khu vực, như vậy thì rất có thể chân chính đi tới Minh Hà Thần Quân truyền thừa chỗ. Bất luận là phía trước tầng thứ nhất trận pháp, hoặc là dưới mắt mang hoang thiên địa, đều chỉ xem như khảo nghiệm mà thôi. Cái trước khảo nghiệm là trận pháp cùng với cơ duyên ngộ tính, cái sau khảo nghiệm thì là thực lực cùng cơ duyên. Thực lực đầy đủ, tự nhiên có thể quét ngang tất cả hung thú, an nhiên đến chân chính truyền thừa chỗ. Cơ duyên đầy đủ lời nói, liền có thể tránh hung thú tập kích, hữu kinh vô hiểm giống như đến. Nếu như thực lực không đủ, cơ duyên cũng không đủ lời nói, vậy cũng chỉ có vẫn lạc tại hung thú trong tay một con đường có thể đi. Sở dĩ hai cái này cũng chỉ là khảo nghiệm, chân chính truyền thừa chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng bây giờ theo không ngừng xâm nhập thiên địa hạch tâm, Thẩm Trường Thanh có dự cảm, hắn sắp đến chân chính truyền thừa chỗ. Kia là vạn tộc tu sĩ. Tại chiến xa bằng đồng thau lướt qua hư không thời điểm, Thẩm Trường Thanh đột nhiên phát giác được một cổ không giống với hung thú khí tức. Nhìn về phía trước thời điểm, hắn vừa vặn gặp được một cái đang cùng hung thú chiến đấu thân ảnh. Hung thú thực lực không yếu, nên là ở vào thần vương phương diện. Đồng dạng, kia cùng hung thú chiến đấu tu sĩ, thực lực cũng là đồng dạng ở vào thần vương phương diện. Bình thường tới nói, tại chỗ có tiến vào thượng cổ di chỉ tu sĩ bên trong, có thể không sợ thần quân uy áp, nên liền tự mình một cái mới là. Thế nhưng là, bây giờ lại có tu sĩ xuất hiện ở trước mặt của mình. Thẩm Trường Thanh trước kia chỉ là có chút suy đoán, nhưng bây giờ không sai biệt lắm là có thể xác định. Đó chính là từ trận pháp ra tới, tiến vào phương thiên địa này tu sĩ, chưa hẳn đều là toàn bộ tại cùng một cái khởi điểm. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng là có người, sinh ra ngay tại điểm cuối cùng. Trong đầu của hắn, không tự chủ được toát ra ý nghĩ như vậy. Không hề nghi ngờ, điều này cũng đồng dạng là khảo nghiệm cơ duyên một điểm. Nếu như chính ngươi vận khí đủ tốt lời nói, như vậy mới từ trận pháp khảo nghiệm ra tới, thần quân truyền thừa rất có thể liền sẽ xuất hiện ở trước mắt, nhưng nếu như là vận khí không tốt lời nói, vậy thì có khả năng xuất hiện ở thiên địa biên giới, sau đó cần vượt mọi chông gai, tài năng đi tới thần quân truyền thừa trước mặt. Trong quá trình này, sẽ tao ngộ đến dạng gì gian nan hiểm trở, liền chỉ có chính mình mới rõ ràng rồi. Nhìn xem đang cùng hung thú chiến đấu tu sĩ, Thẩm Trường Thanh mặc dù không biết thân phận của đối phương, có thể từ hắn hiển lộ khí tức, cùng với hiển lộ rõ ràng ra tay đoạn đến xem, hắn chỉ là hơi nhìn qua, liền nhận ra đối phương đến từ một tộc kia. Hoàng Sơn Thần Tộc. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng tiếu dung. Mênh mông thiên địa đều có thể đụng phải Hoàng Sơn Thần Tộc, như thế nói đến, ta cùng Hoàng Sơn Thần Tộc ngược lại là thật sự duyên phận không cạn. Chương 440, người Bắc Ly thị tộc muốn tự chịu diệt vong không thành. Nhân tộc trấn thủ sứ phanh. Cường đại lực lượng trùng kích vào, hung thú thân thể cao lớn cũng là có chút không chịu nổi, không thể không hướng về sau bay tứ tung ra ngoài. Tiếp theo hơi thở, chính là nặng nề rơi xuống đất. Oanh! Đại địa chấn động. Nhưng mà, liền xem như trùng kích như thế lực, cũng chỉ là để hung thú nhục thân rạn nứt mấy phần, không có nhận cái gì nghiêm trọng thương thế. Đáng chết! Nơi đây hung thú, đúng là cường đại đến tận đây. Phó Thắng ánh mắt băng lãnh, tâm thần cũng là có chút chấn kinh. Từ hắn nhập thiên địa đến bây giờ, bất quá một ngày ngắn ngủi, liền đã không còn có tại 5 con hung thú bỏ mạng tại trên tay mình. Nhưng đại đa số hung thú thực lực đều là bình thường, tại bản thân Hoàng Vũ Thần Vương lực lượng trước mặt, rất là tùy tiện liền bị trấn áp chém giết. Thế nhưng là, trước mắt đầu hung thú này cũng không bình thường. Luận đến thực lực chân chính, đối phương nên là ở vào thần vương đệ nhị cảnh tiêu chuẩn, nhưng làm sao hắn nhục thân thể phách quả thực cường đại, dù là lực lượng giống như cùng thần vương đệ nhị cảnh, có thể luận đến lực lượng phòng ngự lời nói. Liền xem như thần vương đệ tam cảnh muốn đánh vỡ, đều không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng Sơn thần tộc tồn tại thiên địa, cũng coi là đứng đầu đại thiên thiên địa. Dù nói thế nào, Hoàng Sơn thần tộc cũng coi là uy tín lâu năm thần tộc, tại chư thiên thần trong tộc, tư lịch xem như tương đối cổ xưa tồn tại. Chỉ là Hoàng Sơn thần tộc tồn tại thiên địa vô số tuế nguyệt, sở hữu thai ngán mà thành hung thú, nhưng phàm là cường đại một điểm, đều bị thần tộc bóp chết tại nảy sinh bên trong, căn bản cũng không có cơ hội trưởng thành. Sở dĩ Phó Thắng ở Hoàng Sơn trong thần tộc thời điểm, chưa từng có gặp được mạnh mẽ như vậy hung thú. Lần này, hắn xem như chân chính mở rộng tầm mắt. Phương thiên địa này hung thú nếu như là phóng tới ngoại giới lời nói, chỉ sợ đều có thể khuấy động không nhỏ phong vân. Nhìn xem đầu hung thú kia lần nữa hướng về công kích mình tới, Phó Thắng cũng không muốn lãng phí nữa cái gì thời gian, bỗng nhiên há mồm phun một cái, lập tức thì có kim quang bắn ra mà ra. Hung thú thân thể, trong chốc lát liền bị kim quang động xuyên. Rống! Đau đớn gào thét, để đầu hung thú kia lâm vào điên cuồng. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn phía trên, cao ngất xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Máu tươi ào ạt chảy ra, như là dòng suối bình thường. Mà đem thân thể xuyên thủng, rõ ràng là một thanh kim sắc trường thương. Trên thân thương có thể thấy được 8 cái ấn ký, trong đó còn có một cái mơ hồ ấn ký sắp thành chưa thành. Nửa bộ cửu phẩm. Đạo binh bản thân sắc bén lực lượng, phối hợp Hoàng Vũ Thần Vương thần lực, liền xem như hung thú cường hãn nhục thân, đều là căn bản phòng ngự không ngừng. Chỉ là thương thế như vậy, so sánh hung thú thân thể mà nói, tính không được bao nhiêu nghiêm trọng. Bất quá Phó Thắng cũng không có để ý, chỉ là thần lực thôi động ở giữa, trường thương đạo binh hóa thành kim sắc lưu quang, không ngừng hướng về hung thú tập sát mà đi. Tới giờ phút này, hung thú thân thể cao lớn ngược lại trở thành vướng víu, triệt để biến thành bia thịt, lấy làm tự hào nhục thân phòng ngự, tại cường đại đạo binh trước mặt, đều không được bất kỳ tác dụng gì. Phốc phốc. Phốc phốc. Đường lối sương máu tại hung thú trên thân nổ lên, kịch liệt đau nhức để cho không ngừng phát ra đau đớn gầm thét. Bản năng cầu sinh, để nó cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về Phó Thắng đánh tới. Nó mặc dù không có cái gì linh trí có thể nói, nhưng bản năng nói cho bản thân, chỉ cần chém giết cái này sinh linh, như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Chỉ là Phó Thắng giờ phút này lại hoàn toàn không cùng hung thú chính diện giao phong, mỗi khi hung thú muốn tới gần tự thân thời điểm, hắn đều là trước một bước bước ra thối lui, đồng thời y nguyên dùng thần lực thôi động trường thương, tấp nập cho hung thú tạo thành tổn thương. Không bao lâu, hung thú nhục thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hải lượng máu tươi chảy xuôi xuống tới, đem chung quanh mặt đất đều cho biến thành hồ nước. Đại khái sau nửa canh giờ, nương theo lấy cuối cùng một tiếng thê lương gầm rú, hung thú tàn khuyết không đầy đủ thân thể, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào máu tươi trong hồ. Đến tận đây, một đầu thần vương đệ nhị cảnh hung thú, chính là như vậy vẫn lạc. Hung thú vẫn lạc. Trường thương bay ngược mà quay về. Phó Thắng một thanh nắm chặt trường thương, sau đó nhìn về phía trước mặt hung thú thi thể, khắp khuôn mặt là ý động thần sắc. Thần vương đệ nhị cảnh hung thú huyết nhục chính là chí bảo, nếu có thể toàn bộ luyện hóa lời nói, nhất định có thể tăng cường ngô nội tình. Liền xem như hắn thi thể, cũng có thể luyện chế ra chí bảo hoặc là thực lực không tầm thường khôi lỗi, nếu là như vậy vứt bỏ, coi như có chút lãng phí. Đừng nhìn đối phương nhục thân ngăn không được trường thương phong mang, nhưng cũng là bởi vì trường thương bản thân là một cái cường đại đạo binh, lại có mình thực lực tương trợ, ngăn không được cũng là bình thường sự tình. Nhưng cứ như vậy, cũng không thể không nhìn hung thú kia cường đại lực phòng ngự. Vừa vặn tương phản, có thể lấy thần vương đệ nhị cảnh thực lực, làm cho một vị thần vương đệ tam cảnh cường giả mượn dùng đạo binh ưu thế, khai thác chơi diều phương pháp đem chém giết, đầy đủ nói rõ hung thú tự thân cường đại. Như thế nhục thân, nếu như là có thể mang đi lời nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng là, hiện tại cũng có một vấn đề. Đó chính là trước mắt hung thú thân thể lớn như núi cao, như muốn toàn bộ mang đi, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tầm thường trữ vật giới chỉ, căn bản không có không gian lớn như vậy, chân chính như muốn toàn bộ mang đi lời nói, cũng chỉ có dùng thần quốc vận chuyển rồi. Dù sao, thần quốc không gian rộng lớn. Không được nói chỉ là một đầu hung thú, liền xem như 10 đầu hung thú, trực tiếp toàn bộ vận chuyển hoàn toàn, cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thần quốc tồn tại ở vô ngần hư không, mà lại quan hệ đến thần vương sinh tử tồn vong. Nếu như mạo hiểm triệu hoán thần quốc phủ xuống lời nói, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền có khả năng nhường cho mình thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, Phó Thắng có chút do dự. Nhưng nhìn trước mặt hung thú thi thể, hắn ánh mắt lại là không tự chủ được trở nên lửa nóng. Liều mạng. Dù sao dưới mắt nên không có khả năng có cái gì tồn tại nguy hiểm. Cho dù là thật có cái gì hung hiểm, mình lập tức đem thần quốc thả lại vô ngần trong hư không là được rồi. Sợ đầu sợ đuôi, ngược lại là nhường cho mình rơi xuống tầm thường. Làm ra quyết định, Phó Thắng cũng không chần chừ nữa, lúc này để thần quốc từ vô ngần trong hư không giáng lâm, chỉ thấy lớn như vậy thần quốc hiển hiện, trong khoảnh khắc liền đem hung thú thi thể cùng với kia như là hồ nước kích cỡ tương đương huyết dịch, toàn bộ đều cho một mạch thu vào. Chính đáng hắn làm xong điều này thời điểm, liền gặp có thanh sắc lưu quang tóe hiện mà tới. Thấy vậy, Phó Thắng trong lòng không khỏi giật mình, nhưng chờ nhìn thấy thanh sắc lưu quang diện mạo về sau, hắn trước kia nhấc lên tâm, lại là buông xuống rất nhiều. Bắc Ly thị tộc. Cái này thị tộc mặc dù không phải lệ thuộc vào Hoàng Sơn Thần Tộc, có thế cùng Hoàng Sơn Thần Tộc cũng không có cái gì ân oán, lại có chính là Bắc Ly thị tộc bên trong thần vương đệ tứ cảnh cường giả, chỉ có Thiên Hổ Hoàng một cái mà thôi. Còn lại người, đều đối bản thân không có cái gì uy hiếp. Nếu như tới là cái khác thần tộc cường giả lời nói, mình mới là thật sự phải cẩn thận một hai. Yên lòng. Phó Thắng lúc này nghiêm nghị quát, Ngô chính là Hoàng Sơn Thần Tộc thần vương, mệnh ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không mà nói, đừng trách Ngô hạ thủ không lưu tình mặt. Hoàng Sơn Thần Tộc. Chiến xa bằng đồng thau bên trong, có thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Phản phất là ẩn chứa có khinh miệt ý cười. Nghe vậy, Phó Thắng sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Người Bắc Ly thị tộc muốn tự chịu diệt vong không thành. Hắn trong ngôn ngữ cũng là trực tiếp điểm sáng tỏ người đến thân phận, trực tiếp nói cho đối phương biết, đừng tưởng rằng tiến vào Thượng Cổ Di Chỉ liền có thể không chút kiên kỵ, thật muốn đắc tội rồi Hoàng Sơn Thần Tộc, liền xem như ra Thượng Cổ Di Chỉ, Bắc Ly thị tộc vậy tuyệt không tốt qua. Chính đáng Phó Thắng coi là đối phương sẽ ngoan ngoãn thối lui thời điểm. Đột nhiên, liền gặp chiến xa bằng đồng thau bên trong, có màu xám tro tịch diệt đao quang chém ra. Cô quạng lực lượng mẫn diệt hết thảy, liền xem như hư không đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi. Trong nháy mắt đó, Phó Mặt Thắng sắc thốt nhiên đại biến, hắn cảm giác mình tâm thần đều giống như bị kia cổ sức mạnh đáng sợ chấn nhiếp đồng dạng. Hắn không nghĩ ra, Bắc Ly thị tộc lúc nào ra bực này cường giả. Phải biết, liền xem như Thiên Hổ Hoàng tự mình xuất thủ, cũng không khả năng có được bực này đáng sợ lực lượng. Nhưng là tình huống hiện tại, đã là không kịp nghĩ nhiều, cái kia có thể để hư không tàn lụi lực lượng, chính lấy cực nhanh tốc độ cuốn tới. Tịch diệt đao quang đã đập vào mi mắt. Chớp mắt, Phó Thắng thần lực trót vào trường thương, cực hạn phong mang phun ra nuốt vào ở giữa, đã là hướng về phía trước oanh kích mà đi. Oanh, màu vàng thương mang tại tịch diệt đao quang trước mặt, giống như cùng hư không bình thường tàn lụi, căn bản ngăn cản không nổi bao nhiêu. Mắt thấy đao quang liền muốn đánh tới, Phó Thắng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể một bước bước vào thần quốc bên trong, mượn dùng thần quốc lực lượng toàn diện ngăn cản. Thần quang mờ mịt, hóa thành vô thượng bình chướng. Tiếp theo hơi thở, đao quang chém vỡ bình chướng, trực tiếp rơi vào rồi thần quốc ở trong. Răng rắc. Lớn như vậy thần quốc trạng nứt. Tịch diệt khí tức càng quét tứ phương, sở hữu chạm tới cổ lực lượng này tín đồ cùng với thánh linh, đều là kêu thảm cũng không kịp kêu thảm một tiếng, chính là trực tiếp tiêu vong. Làm một đao này mục tiêu chân chính, Phó Thắng thân thể đều bị trực tiếp chém thành hai nửa. Không ngang thân trùng sinh, thần quốc đã mục nát tàn lụi. Rất nhanh. Một phương hoàng vũ thần quốc, chính là như vậy tiêu vong không gặp. Dù cho là thần quốc mảnh vỡ, cũng không có lưu lại mảy may. Chiến xa bằng đồng thau bên trong, Thần Phong nhìn thấy một màn này. Vẫn đục trong con ngươi đã bị chấn kinh chiếm cứ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một tôn thần vương đệ tam cảnh cường giả, sẽ trực tiếp bị một đao miểu sát, liền xem như ngăn cản đều không chống đỡ nổi. Dù là phía trước đã từng gặp qua Thẩm Trường Thanh cái kia có thể xưng sức mạnh đáng sợ, nhưng khi thấy của hắn một đao chém giết Hoàng Vũ Thần Vương thời điểm, vẫn là không tránh được chấn kinh. Không có cách nào. Thực lực như vậy, mặc cho ai thấy được đều sẽ chấn kinh. Chủ vị mặt. Thẩm Trường Thanh đem chém thánh đao một lần nữa thu hồi động thiên bên trong, nhìn xem đã triệt để trừ khử Phó Thắng. Trên mặt cũng có chút ít tiếc nuối. Đáng tiếc, lần sau tận lực ít dùng tịch diệt đao đạo pháp tắc, lực lượng cỡ này tiêu vong hết thảy, dẫn đến thần quốc mảnh vỡ đều không thể lưu lại nửa phần. Thần quốc mảnh vỡ, xem như không sai chí bảo rồi. Nếu như bình thường chém giết một tôn thần vương lợi nói, bản thân nên có thể được đến số lượng không ít thần quốc mảnh vỡ mới được. Nhưng hôm nay tại tịch diệt đao đạo pháp tắc lực lượng tác dụng dưới, đừng nói là thần quốc mảnh vỡ, liền xem như Phó Thắng thần vương một điểm tro cặn cũng không có lưu lại. Bất quá. Lưu tâm thần chìm vào bản thân. Nhìn về phía bản thời điểm, Thẩm Trường Thanh tâm thần lại là vui vẻ. Chỉ thấy nguyên điểm thình lình từ 3, lột xác thành 35. Đủ để chứng minh. Phó Thắng vừa mới cho mình cống hiến, trọn vẹn 32 nguyên điểm. Chính đáng lúc này. Trước kia Phó Thắng nơi ngã xuống, có kim quang bắn ra mà ra, muốn trốn vào giữa hư không. Cũng không chờ kim quang bỏ chạy, liền gặp một con hư ảo đại thủ xuất hiện, trực tiếp đem tóm lấy. Chương 441, Vạn Đạo Bia. Nhân tộc trấn thủ sứ Thần Phong cổ chiến xa đang chạy ở trong hư không, thời gian không biết trôi qua bao lâu, một tòa hùng vĩ chí cực cung điện, đột ngột xuất hiện ở Thẩm Trường Thanh giữa tầm mắt. Chỉ thấy cung điện rộng lớn to lớn, chiếm diện tích ngàn trượng không ngừng. Hắn toàn thân đen nhánh, không có dư thừa nhan sắc tồn tại, giống như là tuyên cổ vĩnh tồn bình thường, thê lương xưa cũ khí tức trong lúc vô hình tràn ngập ra, làm cho tâm thần người nhận cực lớn chấn động. Thần quân truyền thừa. Tại nhìn thấy cung điện màu đen nháy mắt, Thẩm Trường Thanh trong đầu liền tự chủ hiện ra tương ứng tin tức. Hắn hiểu được. Bản thân tìm thần quân truyền thừa, nên chính là ở chỗ này. Mà tạo hóa thần liên lời nói, rất có thể chính là tại cung điện màu đen bên trong. Lúc này, cung điện màu đen trước mặt, đã là có tu sĩ khác tồn tại. Nhưng là mỗi một cái tu sĩ, đều là đưa ánh mắt nhìn về phía đại điện trước mặt trên một tấm bia đá mặt. Nhìn đến đây, Thẩm Trường Thanh lúc này đem Thần Phong cổ chiến xa thu vào, sau đó trực tiếp hướng về cung điện màu đen rơi xuống. Đối với hắn xuất hiện, một lần tình cờ có một ít tu sĩ lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía khí tức nơi phát ra phương hướng. Chờ nhìn thấy người đến hình dạng về sau, có chút tu sĩ sắc mặt biến được cổ quái. Bắc Ly Vấn Thiên. Vị này Bắc Ly thị tộc thiên kiêu, cũng là tại phong thần bản lưu danh cường giả, tại chư thiên vạn tộc bên trong đều xem như có không nhỏ danh khí rồi. Sở dĩ nhận biết Bắc Ly Vấn Thiên tu sĩ, cũng là có không ít. Chính là bởi vì nhận biết, bọn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Dù sao Bắc Ly Vấn Thiên vẫn là sự tình, sớm đã lưu truyền ra ngoài, không nói những cái khác, vẹn vẹn là đối phương từ phong thần bản xóa tên, là đủ nói rõ điểm này. Một cái bản cũng đã vẫn lạc tu sĩ, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không phải do bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá. Cứ việc nội tâm kinh ngạc, những tu sĩ này cũng không có để ý bao nhiêu. Một cái nho nhỏ thị tộc thiên kiêu mà thôi, mặc dù có thiên kiêu thanh danh, nhưng cũng tính không được cường đại cỡ nào, tại chỗ tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là các tộc cường giả, há lại bình thường tu sĩ có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh không có để ý ánh mắt của những người khác, hắn tại xuất hiện thời điểm, liền đã nghĩ tới sẽ có dạng này một màn. Chỉ là không có tu sĩ mở miệng, xem như đỡ đi một chút phiền toái không cần thiết. Khi đó ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá thời điểm, lập tức, thì có một cổ huyền diệu tin tức xông lên đầu. Vạn đạo bia. Bên trong có được vạn đạo thần thông, ai nếu có thể đem cái trung thần thông bên trong tùy ý một môn thần thông, minh ngộ đến viên mãn trình độ, có thể tự đạt được lệnh bài, dẫn đầu tiến vào Minh Hà Đại Điện. Thần Quân Đại Điện. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trước mặt cung điện. Không hề nghi ngờ. Đây chính là tin tức bên trong nói Minh Hà Đại Điện. Minh Hà Đại Điện tự nhiên là lấy Minh Hà hai chữ làm tiền tố, tất nhiên là Minh Hà Thần Quân truyền thừa chỗ. Mà tạo hóa thần liên vậy nên là ở trong truyền thừa. Sau đó, hắn một lần nữa đem lực chú ý, rơi vào trước mặt vạn đạo trên tấm bia. Ẩn chứa vạn đạo thần thông, trong đó biểu lộ ra tin tức ngược lại là đầy đủ bá khí. Nhưng trong tấm bia đá là có hay không ẩn chứa vạn đạo thần thông, đó chính là hai chuyện khác nhau rồi. Mặt khác, nếu là trong đó thật sự ẩn chứa vạn đạo thần thông, vạn nhất có tu sĩ bản thân liền chấp chưởng có cửa này thần thông, phải chăng liền có thể trực tiếp đạt được lệnh bài, tiến vào Minh Hà trong đại điện. Đối với mình suy đoán này, Thẩm Trường Thanh không sai biệt lắm là có thể chắc chắn rồi. Từ tiến vào Thượng Cổ Di Chỉ cho đến bây giờ, nơi này khắp nơi đều biểu hiện ra một điểm, đó chính là người có đầy đủ cơ duyên phúc phận lời nói, nhiều khi đều có thể tránh khỏi không ít trình tự. Giống như là tầng thứ nhất trận pháp khảo nghiệm, giống như là tiến vào phương thiên địa này khảo nghiệm, cùng với trước mặt vạn đạo bia, đều là có được đồng dạng đặc chất. Chỉ cần ngươi vận khí thật tốt, thần quân truyền thừa liền có thể trực tiếp hộ tống đến nơi đến chốn. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tu sĩ khác nên là vẫn còn lĩnh hội thần thông giai đoạn. Còn có hay không tu sĩ dẫn đầu tiến vào trong đại điện, vậy liền không được biết rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, tâm thần chìm vào đến trong tấm bia đá. Nháy mắt, hắn cũng cảm giác được tràn cảnh biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bản thân đã biến mất ở đại điện bên ngoài, mà là xuất hiện ở một phương vô ngần giữa hư không. Chỉ thấy trong hư không có vô số điểm sáng lơ lửng, giống như từng khỏa sáng chói tinh thần giống như chói mắt. Những điểm sáng này chính là vạn đạo trong bia ẩn chứa thần thông. Thẩm Trường Thanh trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra minh ngộ. Mỗi một khỏa điểm sáng đều đại biểu cho một môn không biết thần thông. Đến như điểm sáng bên trong ẩn chứa thần thông phẩm giai như thế nào, liền không có bất luận cái gì phán định căn cứ. Bởi vì mỗi một khỏa điểm sáng từ bên ngoài nhìn, đều là không kém nhiều, mà tiến vào vạn đạo bia tu sĩ, cần phải làm là tại đông đảo điểm sáng bên trong, tùy ý chọn lựa một môn bản thân cần lĩnh hội thần thông. Mà lại một khi tuyển định về sau, liền không có bất luận cái gì sửa đổi khả năng. Rất hiển nhiên, đây chính là một khảo nghiệm bản thân cơ duyên quá trình. Nếu như vừa lúc tìm đến một môn bàn tay mình cầm thần thông, hoặc là một môn phẩm giai thấp thần thông, như vậy tiến vào Minh Hà Đại Điện yêu cầu liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Dù sao thần thông cấp bậc càng thấp, có thể nắm giữ độ khó lại càng thấp. Cái này cùng minh ngộ bản nguyên pháp tắc, chính là thành tương phản. Thần thông viên mãn là một chuyện. Viên mãn về sau minh ngộ bản nguyên pháp tắc, lại là một chuyện khác. Bởi vậy, cả hai không thể đánh đồng với nhau. Nếu là tu sĩ khác lời nói, giờ phút này tự nhiên là phải cẩn thận châm trước, một chút xíu chọn lựa, hy vọng có thể tìm được một môn cấp bậc thấp hoặc bàn tay mình cầm thần thông. Nhưng đối với chính Thẩm Trường Thanh tới nói, lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ thấy hắn tùy ý tìm một điểm sáng, sau đó tâm thần trực tiếp liền rơi vào phía trên. Rất nhanh thì có tương ứng tin tức hiện lên tại trong đầu. Thương Lôi Trảm. Tứ phẩm thần thông. Tứ phẩm thần thông. Thẩm Trường Thanh tâm thần từ trên tấm bia đá rời khỏi, sau đó chính là đọc qua trong đầu ký ức. Đây là mượn dùng thiên đạo thần lôi lực lượng, tu luyện mà thành một môn thần thông. Nếu là luyện tới đại thành lời nói, uy năng tự nhiên là không kém. Chợt, hắn bình tĩnh lại tâm thần, nhìn về phía bản thân bản. chỉ thấy phía trên đã là có Thương Lôi Trảm chữ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh chính là suy nghĩ khẽ động. Chỉ thấy nguyên điểm tiêu hao, Thương Lôi Trảm chữ cũng là biến ảo. Ngoại giới, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng thân thể bên trong, đột nhiên thì có phong lôi đột khởi, tự như là có cái gì đồ vật sắp dựng dục ra thế đồng dạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để chung quanh tu sĩ đều là bị kinh động. Sau đó, bọn hắn liền đem ánh mắt, cùng nhau rơi vào Thẩm Trường Thanh trên thân. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn đem một môn thần thông ngộ từ viên mãn không thành? Có cường giả sắc mặt chấn kinh. Dứt lời, có thần vương lắc đầu, không thể nào, liền xem như thần thông viên mãn, cũng không khả năng xuất hiện như thế dị tượng, hắn rất có thể là tự chế một môn thần thông, mới có xuất hiện dạng này dị tượng. Tự sáng tạo thần thông. Cái khác thần vương nghe vậy, cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Có thể vì thần vương cường giả, sao lại một điểm kiến thức cũng không có. Dưới mắt Thẩm Trường Thanh xuất hiện dị tượng, rất rõ ràng không phải minh ngộ thần thông đơn giản như vậy, mà là tự sáng tạo thần thông. Hơn nữa nhìn dị tượng động tĩnh, đối phương sáng tạo thần thông tuyệt không đơn giản. Nhất phẩm thần thông. Một môn hoàn toàn mới nhất phẩm thần thông. Có thần vương nghĩ tới khả năng này, trong mắt lập tức bộc phát ra nóng bỏng thần sắc. Cái gì gọi là hoàn toàn mới nhất phẩm thần thông, nói rõ không có cái trước cản đường tồn tại. Nếu như có thể lấy được lời nói, bản thân ắt có niềm tin tại quy tắc thần vương thời điểm, đi ra đạo thứ hai quy tắc. Thần thông như vậy, để ở nơi đâu đều là càng trân quý tồn tại. Cứ việc đối tại thần thông nóng mắt, nhưng bây giờ sở hữu cường giả đều là ăn ý không có quấy nhiễu nửa phần, mà là tại yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Ai cũng có thể minh bạch. Bây giờ thần thông không tính là hoàn toàn xuất thế, liền xem như cưỡng ép xuất thủ, cũng không khả năng đạt được cửa này thần thông, ngược lại không như an tâm chờ đợi đối phương minh ngộ thần thông kết thúc, sau đó lại theo đối phương trên thân đạt được hoàn chỉnh thần thông. Mặc dù một chút thần vương đã nhận ra Thẩm Trường Thanh hiện tại sử dụng áo lót thân phận, có thế tại bọn hắn xem ra, một cái Bắc Ly thị tộc còn không đáng phải tự mình kiên kỵ. Dần dần, lôi đình dị tượng sắp kết thúc. Chính đáng sở hữu thần vương đều chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh thân hình trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để tại chỗ cường giả đều là sắc mặt kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đi nơi nào? Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, đối phương hư không tiêu thất không gặp, không phải do bọn hắn không khiếp sợ. Phải biết tại chỗ cường giả không ít, trong đó không thiếu đứng đầu thần vương, có thể dù cho là đỉnh tim thần vương, một dạng không phát hiện được nửa điểm mánh khóe. Sau khi hết khiếp sợ, có quy tắc thần vương sắc mặt cổ quái, có thể giấu giếm được chúng ta cảm giác. Thượng cổ di chỉ bên trong có lẽ cũng chỉ có vị kia Minh Hà thần quân có thể làm đến, hắn là có phải có khả năng đã tiến vào Minh Hà trong đại điện rồi. Minh Hà đại điện. Đông đảo cường giả nghe vậy, đều là đồng loạt nhìn về phía trước cung điện màu đen. Có cường giả biết rõ, vị kia Bắc Ly thị tộc thiên kiêu mới tới không đến bao lâu, trên lý luận là không thể nào nhanh như vậy liền đem một môn thần thông lĩnh ngộ được viên mãn trình độ, sau đó trực tiếp tiến vào Minh Hà đại điện. Nhưng mà, hiện tại trừ tiến vào Minh Hà đại điện, cũng không có khác giải thích. Vẫn là câu nói kia. Tại chỗ cường giả thực lực đều là không yếu, một nửa bước thần vương, vô luận như thế nào cũng không thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Bây giờ trong này không có thần chủ phương diện tồn tại, như vậy duy nhất có khả năng giấu giếm được bọn hắn cảm giác, cũng chỉ có vị kia Minh Hà thần quân rồi. Có thần vương giống như minh bạch cái gì, sắc mặt có chút đố kỵ, nếu như Ngô không có đoán sai, hắn nên là ở vạn đạo trong bia lấy được một môn bản thân nắm giữ thần thông, tài năng nhanh như vậy tiến vào Minh Hà đại điện. Vị này Bắc Ly thị tộc thiên kiêu, lại là số phận không sai. Hắn từ vạn đạo trong bia lấy được chính là một môn nhất phẩm thần thông. Muốn chân chính đem kia môn thần thông lĩnh ngộ được viên mãn trình độ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Đáng tiếc, điều này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất kỳ tu sĩ nào đều chỉ có thể từ vạn đạo trong bia đạt được một môn thần thông, mà lại không có bất kỳ cái gì sửa đổi khả năng. Đạt được nhất phẩm thần thông vẫn là cửu phẩm thần thông, liền đều xem tự thân vận khí. Nghe vậy, những thứ khác thần vương cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Muốn nói để bọn hắn tin tưởng, một nửa bước thần vương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem một môn lạ lẫm thần thông từ không tới có giống như, trực tiếp lĩnh ngộ được viên mãn trình độ lời nói, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chỉ có đối phương bản thân liền trong tay nắm giữ tương ứng thần thông, mới là giải thích hợp lý nhất. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả cũng đều là trong lòng âm thầm đố kỵ không thôi. Vì cái gì bọn hắn liền không có vận khí như vậy? Chương 442, gặp lại hỗn độn thạch bia. Nhân tộc trấn thủ sứ thần bí không gian bên trong, vào mắt nhìn thấy đều là hư không. Mà ở trong hư không ở giữa, lại là có hai mặt bia đá đứng sững, phản phất là tuyên cổ vĩnh tồn bình thường. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt đột ngột biến ảo tràng cảnh, tạm thời không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy, mà là đem lực chú ý rơi vào trên người mình. Chỉ thấy bản bên trong nguyên điểm, đã là từ 35 lui giảm đến 34. Cùng lúc đó, tứ phẩm thần thông Thương Lôi Trảm cũng là hoàn thành thuế biến, trở thành nhất phẩm thần thông Thương Lôi Hoàng Chém. Mà lại, chính là nhất phẩm thần thông viên mãn cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ pháp tắc. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có lập tức đem Thương Lôi Hoàng Chém tăng lên tới pháp tắc phương diện dự định, dù sao muốn đem một môn thần thông tăng lên tới pháp tắc phương diện, mặc dù chỉ là nguyên điểm tiêu hao vấn đề, thế nhưng muốn hao phí một chút thời gian. Dưới mắt tiến vào không biết địa phương, hung hiểm như thế nào còn chưa thể biết được, mạo muội lãng phí thời gian tăng lên pháp tắc, không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, nhiều một môn pháp tắc, thiếu một môn pháp thì không thể để cho mình thực lực tăng lên bao nhiêu. Dù sao nhất phẩm thần thông thập trọng viên mãn Thương Lôi Hoàng Chém, uy năng cũng coi là thật tốt. Tâm thần từ bản rời khỏi, Thẩm Trường Thanh mới có thời gian dò xét chung quanh cảnh tượng. Đây chính là Minh Hà trong đại điện cảnh tượng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Vào mắt đều là hư không, khác biệt duy nhất, đại khái chính là kia hai mặt bia đá rồi. Khi ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá thời điểm, lập tức liền gặp phía trên có mờ mịt quang mang hiển hiện, sau đó có thân ảnh nổi lên. Minh Hà Thần Quân. Thẩm Trường Thanh ánh mắt khẽ biến. Hắn khi tiến vào Thượng Cổ Di Chỉ trước kia, liền đã từng thấy qua Minh Hà Thần Quân hình ảnh, bây giờ gặp lại tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra được. Chỉ là, so với Minh Hà Sơn Mạch bên trong xuất hiện Thần Quân hình ảnh, lần này xuất hiện Thần Quân hình ảnh thì là càng giống một cái không có khôi lỗi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có thể vào Minh Hà Đại Điện, nói rõ ngươi có nhất định thiên phú cùng với cơ duyên, nhưng muốn có được bản quân truyền thừa, nhất định phải có đỉnh tiêm trác tuyệt thiên phú mới được. Bây giờ ở trước mặt ngươi chính là bản quân ngày xưa sáng tạo thần thông. Ngươi nếu có thể đem minh ngộ đến viên mãn, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nói xong, hình ảnh dần dần tiêu tán không gặp. Lại là minh ngộ thần thông. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nếu như là khác khảo nghiệm, trong lòng của hắn còn có một số lo lắng, nhưng nếu như vẹn vẹn minh ngộ thần thông, vậy coi như không được cái gì. Điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn có tuyệt đối tự tin. Lập tức, hắn liền đem tâm thần rơi vào trong đó một tấm bia đá phía trên. Rất nhanh, tương ứng tin tức nổi lên. Nhất phẩm thần thông. Biết được thần thông danh tự cùng với cấp bậc về sau, Thẩm Trường Thanh sắc mặt có chút mừng rỡ. Sau đó, chính là đem thần niệm rơi vào một mặt khác trên tấm bia đá. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Này hai môn thần thông, toàn bộ đều là nhất phẩm cấp độ. Nhất phẩm thần thông. Đối với mình tới nói quả thực là không nên quá trân quý. Phía trước tại Bắc Ly thị tộc toàn diện vơ vét, mình cũng mới đến mấy chục môn nhất phẩm thần thông mà thôi, dưới mắt mới vừa vào Minh Hà Đại Điện, liền được hai môn nhất phẩm thần thông, xem như thật tốt. Mặt khác, Minh Hà Đại Điện phía ngoài Vạn Đạo Bia, đã danh xưng ẩn chứa Vạn Đạo thần thông, chỉ sợ cũng có được không ít nhất phẩm thần thông. Nếu như có thể đem Vạn Đạo Bia cầm tới tay lời nói, như vậy ta minh ngộ 3.000 pháp tắc cũng không thiếu khuyết thần thông. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phía ngoài Vạn Đạo Bia, không hề nghi ngờ, kia là một cái chân chính đứng đầu chí bảo. Những thứ khác có thể không cần để ý tới, vẹn vẹn là ẩn chứa Vạn Đạo thần thông, là đủ nói rõ hắn trân quý trình độ. 3.000 thần thông dễ dàng thu thập. Nhưng là 3.100 phẩm thần thông, sẽ không có dễ dàng như vậy thu thập đủ rồi. Đồng thời, có thể hay không tập hợp đủ 3.100 phẩm thần thông, đem quyết định bản thân đến ngưng tụ động thiên hạch tâm trình độ. Muốn tiêu hao nguyên điểm nhiều ít, gấp đôi tiêu hao chênh lệch, thế nhưng là không có chút nào nhỏ. Dù sao một tôn Hoàng Vũ Thần Vương, cũng liền cho 30 mấy nguyên điểm mà thôi, liền xem như quy tắc Thần Vương, có thể cho đến nguyên điểm cũng sẽ không nhiều quá nhiều. Chính đáng lúc này, Thanh Y đột nhiên truyền ra thanh âm sâu kín, Tôn Thượng hẳn là chỉ chú ý tới trên tấm bia đá ẩn chứa thần thông không thành. Ý của tiền bối là... Thẩm Trường Thanh sắc mặt khẽ giật mình, có chút không thể kịp phản ứng, đối phương trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Thanh Y nói, Tôn Thượng thật sự sẽ không phát hiện. Trước mắt cái này hai mặt bia đá có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Bia đá. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi lại lần nữa thật lòng đánh giá trước mặt bia đá, tự như là muốn xem ra manh mối gì đồng dạng. Một lát sau, hắn trên mặt liền toát ra kinh nghi bất định thần sắc. Cái này hai mặt bia đá, chẳng lẽ hỗn độn thạch bia? Không sai, đây chính là hỗn độn thạch bia. Đạt được Thanh Y trả lời khẳng định, Thẩm Trường Thanh sắc mặt rốt cục thay đổi. Hỗn độn thạch bia. Lại là hỗn độn thạch bia. Không trách hắn nhận không ra, chỉ vì hỗn độn thạch bia khí tức, bị thần thông đạo vận cùng với thần quân lưu lại lực lượng ngăn cản, dẫn đến bản thân trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Bây giờ nghe Thanh Y lời nói về sau, lại tỉ mỉ quan sát, mới xem như phát hiện mánh khóe. Nháy mắt, Thẩm Trường Thanh trái tim, chính là bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên. Hỗn độn thạch bia. Đây chính là chân chính chí bảo a. Hỗn độn thạch bia đối với nhân tộc tầm quan trọng, hoàn toàn không thua gì gánh chịu vật đối với vạn tộc tầm quan trọng. Cái sau chính là khai phát thần quốc, chứng đạo thần vương mấu chốt, cái trước đồng dạng là khai phát động thiên, vì đằng sau đặt vững con đường vô thượng chí bảo. Nhưng mà, hỗn độn thạch bia trân quý phi thường. Liền xem như hắn những năm này hành tẩu tại chư thiên bên trong, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là đạt được hai mặt hỗn độn thạch bia mà thôi, trong đó một mặt còn lãng phí hết. Trong động thiên chỉ còn lại một mặt hỗn độn thạch bia có thể vận dụng. Hiện nay, đột nhiên có hai mặt hỗn độn thạch bia xuất hiện ở trước mắt mình, lại có thể nào không nhường Thẩm Trường Thanh kích động. Không có hỗn độn thạch bia, nhân tộc tiên đạo liền phải dừng bước tại động thiên cửu trọng. Có hỗn độn thạch bia, tài năng chân chính mở ra con đường phía trước. Bây giờ, hai mặt hỗn độn thạch bia đang ở trước mắt. Cái này liền mang ý nghĩa, ngày sau nhân tộc có thể bởi vậy đản sinh ra hai tôn cường giả. Còn có một chút trọng yếu nhất. Minh Hà trong đại điện có thể có hai mặt hỗn độn thạch bia, phải chăng liền mang ý nghĩa khả năng tồn tại càng nhiều hỗn độn thạch bia. Nếu là như vậy lần này tiến vào thượng cổ di chỉ, liền thật là kiếm lời lớn rồi. Không nói những cái khác. Vẹn vẹn là có thể từ đó đạt được hỗn độn thạch bia, cũng đã là rất lớn cơ duyên. Dù là không thể được đến tạo hóa thần liên, cái này một đợt cũng là hoàn toàn không lỗ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh trong đầu lại là linh quang lóe lên, nếu như cái này hai mặt bia đá là hỗn độn thạch bia lời nói. Như vậy Minh Hà đại điện phía ngoài Vạn Đạo Bia, chẳng lẽ không phải cũng là hỗn độn thạch bia? Vạn Đạo Bia rõ ràng là so trước mắt hai mặt bia đá tới trọng yếu. Chỉ là riêng phần mình gánh chịu một môn thần thông bia đá, đều có thể là hỗn độn thạch bia. Phía ngoài Vạn Đạo Bia không có lý do sẽ càng kém mới là. Thanh Y gật đầu, Tôn Thượng đoán không sai, Minh Hà đại điện phía ngoài Vạn Đạo Bia cũng là hỗn độn thạch bia, xem ra lưu lại này phương thượng cổ di chỉ thần quân, trên tay là trong tay nắm giữ không ít hỗn độn thạch bia rồi. Nếu như có thể đem sở hữu hỗn độn thạch bia đều cầm tới tay lời nói, tiên đạo nhất định có thể ra một nhóm cường giả. Ta tại chư thiên ở trong hiếm có nghe nói hỗn độn thạch bia tồn tại. Vì Hà Minh sông trong đại điện, sẽ có nhiều như vậy hỗn độn thạch bia. Thẩm Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút nghi hoặc. Hỗn độn thạch bia mình ở chư thiên cũng không có nghe nói qua bao nhiêu, đừng nói là thấy qua, dưới mắt Minh Hà đại điện xuất hiện nhiều như vậy, không phải do hắn không cảm thấy kinh ngạc. Thanh Y nói, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì không thể hiểu sự tình, hỗn độn thạch bia mặc dù chỉ đối với tại tiên đạo hữu dụng, nhưng bản thân liền là một cái chí bảo, có thể dùng để gánh chịu các loại pháp môn, mà lại cũng có thể đem luyện chế vì đạo binh. Giống như là thần quân phương diện cường giả, đặt ở ngàn vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, nên xem như ở vào chư thiên đỉnh cao nhất cường giả. Dạng này cường giả, trong tay có thể thu tập đến một nhóm hỗn độn thạch bia, lại là bình thường cực kỳ. Bây giờ chư thiên vì đó thần chủ vì đỉnh cao nhất, ngàn vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, lấy thần quân vì đỉnh cao nhất, không phải là không được sự tình. Hỗn độn thạch bia không tính hắn đối với tiên đạo tác dụng. Riêng là hắn chất liệu bản thân liền là không phải bình thường, đối với lưu lại pháp môn thần thông truyền thừa các loại, lại là phù hợp cực kỳ. Loại kia cường giả thu thập hỗn độn thạch bia, lưu làm bản thân truyền thừa sử dụng, cũng là hợp lý. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đích xác. Mặc dù mình tại chư thiên bên trong hiếm khi nghe nói hỗn độn thạch bia tồn tại, nhưng không có nghĩa là chư thiên bên trong không có hỗn độn thạch bia. Dù sao hỗn độn thạch bia xuất hiện cùng gánh chịu vật chính là một dạng, nếu có gánh chịu vật xuất hiện, như vậy lại có hỗn độn thạch bia xuất hiện. Cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ là bởi vì chư thiên bên trong, không có cường giả đi tiên đạo, sở dĩ hỗn độn thạch bia mới có thể thanh danh không hiện. Nhưng nếu là cường giả thu thập hỗn độn thạch bia, làm gánh chịu bản thân truyền thừa chí bảo, vậy liền hoàn toàn nói còn nghe được rồi. Nếu là thật cái này dạng, như vậy những cường giả khác thượng cổ trong di chỉ mặt, rất có thể cũng sẽ tồn tại hỗn độn thạch bia rồi. Thẩm Trường Thanh trong mắt tinh mang tóe hiện. Cứ như vậy, bản thân tìm thượng cổ di chỉ lý do, liền lại thêm một cái. Hỗn độn thạch bia quan hệ đến tiên đạo hưng suy. Vậy quan hệ đến nhân tộc cuộc khởi hay không, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sau đó, hắn một lần nữa đưa ánh mắt, nhìn về phía trước mặt hai mặt bia đá. Đã rõ ràng đây là hỗn độn thạch bia, mình bây giờ phải làm, chính là nếm thử có thể hay không đem hai mặt bia đá, toàn bộ đều cho thu lấy đi. Nếu như không thể lời nói, như vậy bản thân ban đầu kích động, liền xem như có chút lãng phí biểu lộ rồi. Đi tới hỗn độn thạch bia trước mặt. Thẩm Trường Thanh đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy bia đá, sau đó trong động thiên huyền diệu pháp tắc lực lượng phát ra, trực tiếp liền đem lớn như vậy bia đá. Toàn bộ đều bao trùm. Ông! Bia đá nhẹ nhàng chấn động, tự như là tại kháng cự động thiên lực lượng. Ngay sau đó, trên đó thì có nồng nặc đạo vận lưu chuyển, đem sở hữu pháp tắc lực lượng, toàn bộ đều cho làm vỡ nát. Hư! Thẩm Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi chấn động một chút, chính là không tự chủ được giống như hướng về sau rút lui hai bước. Lại nhìn về phía hỗn độn thạch bia thời điểm, sắc mặt đã là âm trầm xuống. Không thể nhận lấy. Ngay tại bản thân vừa mới chuẩn bị đem hỗn độn thạch bia lấy đi thời điểm, phía trên lưu lại thần quân lực lượng. Trực tiếp liền đem sức mạnh của bản thân làm vỡ nát. Kể từ đó, cái này hai mặt hỗn độn thạch bia, liền hoàn toàn là một cái bài trí rồi. Loại kết quả này, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Chương 443, nhiều lắm. Nhân tộc trấn thủ sứ, ta liền không tin, hẳn là thật không có thể thu lấy không thành. Thẩm Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, lại dùng toàn lực thôi động bản thân lực lượng, muốn cưỡng ép thu lấy hỗn độn thạch bia. Nhưng mà, tiếp theo hơi thở, liền gặp quang hoa dâng lên, sở hữu tác dụng tại hỗn độn thạch trên tấm bia lực lượng, đều là từng khúc vỡ nát ra. Thần quân lực lượng liền xem như lưu lại, cũng không phải tôn thượng bây giờ có thể chống lại, dưới mắt muốn cưỡng ép thu lấy hỗn độn thạch bia, nghĩ đến là không có biện pháp gì. Thanh Y mở miệng khuyên can. Không có cách nào. Có thể nhập thần quân phương diện cường giả, hoàn toàn không phải thần quân trở xuống người có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt không cam lòng, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào. Nhiều như vậy hỗn độn thạch bia không thể nhận lấy, là thật lãng phí. Nhưng là chính như đối phương nói như vậy, thần quân lực lượng quá cường đại, liền xem như còn sót lại lực lượng, đều có thể trực tiếp vỡ nát tự thân động thiên lực lượng, căn bản thu lấy không được hỗn độn thạch bia. Thanh Y nói, cũng không phải một điểm khả năng cũng không có, bình thường cường giả lưu lại truyền thừa. Nếu có người có thể chân chính đạt được truyền thừa lời nói, như vậy trong truyền thừa hết thảy đều sẽ kế thừa. Tôn thượng dưới mắt không bằng trước hết nghĩ biện pháp, đem Minh Hà thần quân truyền thừa nắm bắt tới tay lại nói, còn hỗn độn thạch bia sự tình, có thể tạm thời thả một chút. Chỉ có thể như thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hiện tại hỗn độn thạch bia không thể nhận lấy, chỉ có thể là đi đầu đạt được thần quân truyền thừa lại nói. Nếu như hắn không có đoán sai, Minh Hà trong đại điện nên là thiết lập không ít khảo nghiệm, trước mắt cái này chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần quân truyền thừa, tạo hóa thần liên, hỗn độn thạch bia. Ba cái nếu như lấy trọng yếu thứ tự sắp xếp lời nói, như vậy thần quân truyền thừa đại khái là không trọng yếu nhất. Dù sao thần quân truyền thừa lại như thế nào trọng yếu, lại há có thể có tạo hóa thần liên, cùng với hỗn độn thạch bia trọng yếu. Thần quân lại như thế nào cường đại, cũng không khả năng cùng Thanh Y so sánh. Có Thanh Y bên người, thần quân truyền thừa cũng không có trọng yếu như vậy. Tập trung ý chí. Thẩm Trường Thanh đem lực chú ý rơi vào trên người mình. Rất nhanh, hắn chính là tiêu hao nguyên điểm, trực tiếp đem hai môn thần thông toàn bộ đều cho tăng lên tới pháp tắc phương diện. Động thiên nội bộ, chỉ thấy mờ mịt thải quang, phản phất lại là nồng nặc một điểm. Chờ đến Thẩm Trường Thanh lần nữa mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy hắn trực tiếp trong hư không, đem hai môn pháp tắc toàn bộ đều cho hiện ra. Âm âm. Hư không chấn động kịch liệt. Chỉ thấy khi hắn ánh mắt nhìn chăm chú, chung quanh cảnh tượng biến ảo. Ban đầu hai mặt bia đá biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ba mặt mới tinh bia đá. Lại là hỗn độn thạch bia. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Xem như cái này ba mặt hỗn độn thạch bia lời nói, mình đã là tại thượng cổ trong di chỉ mặt, thấy được sáu mặt hỗn độn thạch bia. Đằng sau nếu như còn có cùng loại khảo nghiệm lời nói, như vậy Minh Hà trong đại điện hỗn độn thạch bia, chỉ sợ là muốn vượt qua 2 vị số rồi. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần có chút chấn động. Mặc dù đoán được Minh Hà trong đại điện hỗn độn thạch bia không ít, thật là nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, vẫn là không tránh khỏi có chút giật mình. Nhưng mà, hắn càng nhiều nhưng vẫn là lòng ngứa ngáy. Chí bảo ở trước mắt mà không có thể được, cảm giác như vậy thật sự là có chút dày vò. Bất quá. Thẩm Trường Thanh lần này cũng không có lại đi cưỡng ép là thu lấy hỗn độn thạch bia, mà là đem tâm thần chìm vào đến trong tấm bia đá. Cùng phía trước một dạng, lần này hỗn độn thạch trong bia, giống nhau là ẩn chứa có 3 môn nhất phẩm thần thông. Mặc dù không có Minh Hà Thần Quân hư ảnh xuất hiện, nhưng hắn cũng lớn gửi tới minh bạch thông quan yêu cầu. Không có lãng phí thời gian. Thẩm Trường Thanh lúc này tiêu hao nguyên điểm, trực tiếp đem 3 môn thần thông, toàn bộ đều cho tăng lên tới pháp tắc cấp độ. Thời gian trôi qua. Chờ đến 3 môn thần thông toàn bộ tăng lên hoàn toàn, sau đó từng cái bày ra về sau. Cảnh tượng trước mắt chính là lại lần nữa biến hóa. Tứ phía hỗn độn thạch bia, 4 môn nhất phẩm thần thông. 5 mặt hỗn độn thạch bia, 5 môn nhất phẩm thần thông. Thẩm Trường Thanh nhìn xem trước mặt xuất hiện 6 mặt hỗn độn thạch bia, hắn trầm mặt lại. Cho đến bây giờ, xuất hiện hỗn độn thạch bia đã là khoảng chừng 21 mặt. Không tính Minh Hà đại điện bên ngoài vạn đạo bia, đơn thuần là trong đại điện hỗn độn thạch bia, cũng có 20 mặt. 20 mặt hỗn độn thạch bia. 20 môn nhất phẩm thần thông. Thẩm Trường Thanh nhìn xem còn dư lại nguyên điểm. Chỉ còn lại chỉ là 20 mà thôi, nếu như lại đem trước mặt 6 môn thần thông toàn bộ tăng lên lời nói, cũng chỉ còn lại 14 nguyên điểm. Hắn hiện tại không xác định đằng sau còn có bao nhiêu hỗn độn thạch bia chờ đợi mình. Còn dư lại 14 nguyên điểm, có thể hay không chống đến cuối cùng, cũng thành một cái còn chờ thương thảo vấn đề. Lần thứ nhất, Thẩm Trường Thanh vì nhất phẩm thần thông quá nhiều mà sinh ra không nên có phiền não. Hy vọng đằng sau không cần lại có quá nhiều thần thông, bằng không, ta thực sự bị tốn tại nơi này. Hắn thở dài. Tiến vào Minh Hà đại điện về sau, liền không có phát giác được bất kỳ đường ra. Cái này liền nói rõ, muốn từ đại điện ra ngoài, lớn nhất khả năng chính là mình đạt được truyền thừa, hoặc là có tu sĩ khác đạt được truyền thừa, sau đó mình bị vung đi ra. Đối với cái sau lời nói, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không hy vọng. Nhưng nếu như phía trước vẫn là nặng bao nhiêu khảo nghiệm lời nói, bản thân bây giờ nguyên điểm cũng vậy xác thực không đủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng dựa vào bản thân thiên phú đến lĩnh hội thần thông. Cứ như vậy, cần thời gian nhất định không ngừng. Nói trắng ra là nhất phẩm thần thông huyền diệu. Liền xem như lại như thế nào có thiên phú tu sĩ, muốn đem một môn nhất phẩm thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ, đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Nhìn qua trước mặt 6 mặt bia đá, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, tâm thần chính là hòa tan vào. Minh Hà đại điện bên ngoài, đến cường giả đã là càng ngày càng nhiều. Cứ việc giữa thiên địa tồn tại các loại hung hiểm, lại có đông đảo hạn chế tồn tại, nhưng tiến vào phương thiên địa này tu sĩ, đại đa số đều là thực lực bất phàm, liền xem như có hung thú chặn đường, có thần quân quy tắc hạn chế, một dạng không thể ngăn cản hắn bước chân. Đến như vì sao có thể thống nhất tìm tới Minh Hà Đại Điện, lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là linh khí. Chí bảo chỗ, linh khí nhất định nồng đậm, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tạo hóa thần liên có thể vì vô thượng chí bảo, hắn dựng dục địa phương, vậy chắc chắn là thiên địa linh khí nồng nặc nhất chỗ. Bởi vậy, chỉ cần tìm linh khí nồng nặc nhất phương hướng tiến lên, có thể tự tìm tới truyền thừa chỗ. Theo đến cường giả càng ngày càng nhiều, Minh Hà Đại Điện bên ngoài không khí, cũng không biết chưa phát giác ở giữa liền ngưng trọng lên. Chung Sơn Thị Tộc, Lôi Lê trong mắt lạnh như băng, rơi vào một cái nào đó phương hướng. Chung Sơn Đông Huyền trước kia lực chú ý là rơi vào vạn đạo trên tấm bia, bỗng nhiên lòng có cảm giác, thuận kia cổ sát ý nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn đối lên này ánh mắt lạnh lẽo. Lôi Trạch Thần Tộc, hắn không nghĩ tới, bản thân còn không có tìm Lôi Trạch Thần Tộc phiền phức, đối phương ngược lại là trước để mắt tới mình. Đối với lần này, Chung Sơn Đông Huyền thần sắc hờ hững, xem ra Lôi Trạch Thần Tộc tự hồ đối Ngô có chút bất mãn, nếu có cái gì bất mãn, chẳng bằng nói thẳng ra, chỉ ở vùng trộm nhìn chằm chằm, có mất thần tộc mặt mũi đi. Lời này vừa nói ra, tu sĩ khác nghe nói, đều là đồng loạt nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền cùng với Lôi Lê. Lôi Trạch Thần Tộc bản thân liền là một phương không kém thần tộc, lần này tiến vào thượng cổ di chỉ trong thế lực, đối phương thực lực đủ để sắp xếp vào hàng đầu. Chung Sơn Thị Tộc lời nói, mặc dù không phải thần tộc, nhưng đối phương gần đây làm việc không chút kiên kỵ, thanh danh so tầm thường thần tộc đều muốn tới vang dội. Hiện tại dính đến cái này hai tộc sự tình, cũng liền khó trách sẽ dẫn tới tu sĩ khác chú ý, nghe vậy. Lôi Lê cũng không có lui bước cái gì, bước ra một bước, lạnh giọng quát, Chung Sơn Đông Huyền. Ngô hỏi ngươi, tộc ta Lôi Tề Thần Vương thế nhưng là vẫn lạc tại ngươi Chung Sơn Thị Tộc trong tay. Thần Vương vẫn lạc. Chung quanh cường giả nghe vậy, đều là ánh mắt lấp lóe lại. Bọn hắn xem như minh bạch, vì cái gì Lôi Trạch Thần Tộc sẽ làm khó dễ, nguyên lai là có thần vương bỏ mình. Lôi Tề Thần Vương thanh danh, tại chỗ cường giả cũng là có nghe thấy, đối phương thực lực tại thần vương bên trong mặc dù không tính đỉnh tim, nhưng cũng là thần vương đệ tam cảnh cường giả, muốn chém giết như thế cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lấy vị này chút tông chủ thực lực, ngược lại là thật có khả năng làm được. Nguyên lai Lôi Tề chết rồi. Chung Sơn Đông Huyền sắc mặt kinh ngạc. Lôi Lê nghe vậy, lạnh như băng sắc mặt hòa hoãn một điểm, nói như vậy, Lôi Tề Thần Vương cũng không phải là vẫn lạc tại ngươi Chung Sơn Thị Tộc trong tay. Trước mắt đến xem, nên không phải tộc ta gây nên. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu. Nghe nói lời này, các tộc tu sĩ lại nhìn về phía ánh mắt của đối phương lúc, đã là trở nên hơi khinh miệt. Nguyên lai đây chính là cái gọi là Chung Sơn Thị Tộc, đối mặt Lôi Trạch Thần Tộc ép hỏi, nhanh như vậy liền cúi đầu nhượng bộ. Dù là đối phương thái độ kiên cường một chút, đều không đến mức để bọn hắn xem thường. Đáng tiếc thịnh danh chi hạ chính là hư sĩ, quả thực là để bọn hắn có chút thất vọng. Chính đáng tu sĩ khác coi là Chung Sơn Thị Tộc như vậy chịu thua thời điểm, Chung Sơn Đông Huyền lại là lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu để cho bản tọa đụng phải lời nói, cũng không để ý tự tay đem hắn đưa vào U Minh. Hiện tại hắn vẫn lạc tại tu sĩ khác trong tay, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nghe vậy, Lôi Lê trước kia hòa hoãn sắc mặt, bỗng nhiên lạnh như băng xuống tới, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngươi là đang gây hấn tộc ta không thành. Khiêu khích. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu. Dễu cợt cười nói, bản tọa không phải là khiêu khích Lôi Trạch Thần Tộc, chẳng qua là cảm thấy tại chỗ Lôi Trạch Thần Tộc đều là phế vật thôi, nếu không phải thần quân truyền thừa phía trước, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tại trước mặt bản tọa sủ loạn. Câu nói này, có thể nói là nửa điểm mặt mũi cũng không cho đối phương lưu. Tu sĩ khác nghe vậy, ánh mắt đều là lấp lóe mấy lần. Đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng Chung Sơn Thị Tộc, làm việc phương diện quả nhiên đủ cuồng, liền xem như thần tộc ở trước mặt, đều nửa điểm mặt mũi không lưu. Chung Sơn Đông Huyền. Lôi Lê sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đối phương hoàn toàn không nể mặt chính mình, nếu là hắn không làm ra bất luận cái gì ứng đối lời nói, như vậy Lôi Trạch Thần Tộc mặt mũi, liền xem như triệt để mất hết. Sự tình đến một bước này, nói thật, chính Lôi Lê cũng có chút hối hận, tại sao phải vô duyên vô cớ đi trêu chọc Chung Sơn thị tộc. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, vì Lôi Trạch thần tộc mặt mũi, hắn nhất định phải làm chút gì. Lúc này, cường hãn khí tức dâng lên, Lôi Lê toàn thân thần quang mờ mịt, tự như là thần linh lâm phàm bình thường, tốt, liền khiến ta đến xem thử, nghe đồn ở trong chút tông chủ. Là có hay không có miệt thị tộc ta tư cách. Vui lòng phụng bồi. Chương 444, nhiều lắm. Ta liền không tin, hẳn là thật không có thể thu lấy không thành. Thẩm Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, lại dùng toàn lực thôi động bản thân lực lượng, muốn cưỡng ép thu lấy hỗn độn thạch bia. Nhưng mà, tiếp theo hơi thở, liền gặp quang hoa dâng lên, sở hữu tác dụng tại hỗn độn thạch trên tấm bia lực lượng, đều là từng khúc vỡ nát ra. Thần quân lực lượng liền xem như lưu lại, cũng không phải tôn thượng bây giờ có thể chống lại, dưới mắt muốn cưỡng ép thu lấy hỗn độn thạch bia, nghĩ đến là không có biện pháp gì. Thanh Y mở miệng khuyên can. Không có cách nào. Có thể nhập thần quân phương diện cường giả, hoàn toàn không phải thần quân trở xuống người có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh sắc mặt không cam lòng, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào. Nhiều như vậy hỗn độn thạch bia không thể nhận lấy, là thật lãng phí. Nhưng là chính như đối phương nói như vậy, thần quân lực lượng quá cường đại, liền xem như còn sót lại lực lượng, đều có thể trực tiếp vỡ nát tự thân động thiên lực lượng, căn bản thu lấy không được hỗn độn thạch bia. Thanh Y nói, cũng không phải một điểm khả năng cũng không có, bình thường cường giả lưu lại truyền thừa. Nếu có người có thể chân chính đạt được truyền thừa lời nói, như vậy trong truyền thừa hết thảy đều sẽ kế thừa. Tôn thượng dưới mắt không bằng trước hết nghĩ biện pháp, đem Minh Hà thần quân truyền thừa nắm bắt tới tay lại nói, còn hỗn độn thạch bia sự tình, có thể tạm thời thả một chút. Chỉ có thể như thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hiện tại hỗn độn thạch bia không thể nhận lấy, chỉ có thể là đi đầu đạt được thần quân truyền thừa lại nói. Nếu như hắn không có đoán sai, Minh Hà trong đại điện nên là thiết lập không ít khảo nghiệm, trước mắt cái này chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thần quân truyền thừa, tạo hóa thần liên, hỗn độn thạch bia. Ba cái nếu như lấy trọng yếu thứ tự sắp xếp lời nói, như vậy thần quân truyền thừa đại khái là không trọng yếu nhất. Dù sao thần quân truyền thừa lại như thế nào trọng yếu, lại há có thể có tạo hóa thần liên, cùng với hỗn độn thạch bia trọng yếu. Thần quân lại như thế nào cường đại, cũng không khả năng cùng Thanh Y so sánh. Có Thanh Y bên người, thần quân truyền thừa cũng không có trọng yếu như vậy. Tập trung ý chí. Thẩm Trường Thanh đem lực chú ý rơi vào trên người mình. Rất nhanh. Hắn chính là tiêu hao nguyên điểm, trực tiếp đem hai môn thần thông. Toàn bộ đều cho tăng lên tới pháp tắc phương diện. Động thiên nội bộ. Chỉ thấy mờ mịt thải quang, phản phất lại là nồng nặc một điểm. Chờ đến Thẩm Trường Thanh lần nữa mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy hắn trực tiếp trong hư không, đem hai môn pháp tắc toàn bộ đều cho hiện ra. Âm âm. Hư không chấn động kịch liệt. Chỉ thấy khi hắn ánh mắt nhìn chăm chú, chung quanh cảnh tượng biến ảo. Ban đầu hai mặt bia đá biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ba mặt mới tinh bia đá. Lại là hỗn độn thạch bia. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Xem như cái này ba mặt hỗn độn thạch bia lời nói. Mình đã là tại thượng cổ trong di chỉ mặt, thấy được sáu mặt hỗn độn thạch bia. Đằng sau nếu như còn có cùng loại khảo nghiệm lời nói, như vậy Minh Hà trong đại điện hỗn độn thạch bia, chỉ sợ là muốn vượt qua hai vị số rồi. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần có chút chấn động. Mặc dù đoán được Minh Hà trong đại điện hỗn độn thạch bia không ít, thật là nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, vẫn là không tránh khỏi có chút giật mình. Nhưng mà, hắn càng nhiều nhưng vẫn là lòng ngứa ngáy. Chí bảo ở trước mắt mà không có thể được, cảm giác như vậy thật sự là có chút dày vò. Bất quá. Thẩm Trường Thanh lần này, cũng không có lại đi cưỡng ép là thu lấy hỗn độn thạch bia, mà là đem tâm thần chìm vào đến trong tấm bia đá. Cùng phía trước một dạng, lần này hỗn độn thạch trong bia, giống nhau là ẩn chứa có ba môn nhất phẩm thần thông. Mặc dù không có Minh Hà thần quân hư ảnh xuất hiện, nhưng hắn cũng lớn gửi tới minh bạch thông quan yêu cầu. Không có lãng phí thời gian. Thẩm Trường Thanh lúc này tiêu hao nguyên điểm, trực tiếp đem ba môn thần thông, toàn bộ đều cho tăng lên tới pháp tắc cấp độ. Thời gian trôi qua. Chờ đến ba môn thần thông toàn bộ tăng lên hoàn toàn, sau đó từng cái bày ra về sau. Cảnh tượng trước mắt chính là lại lần nữa biến hóa. Tứ phía hỗn độn thạch bia, 4 môn nhất phẩm thần thông. 5 mặt hỗn độn thạch bia, 5 môn nhất phẩm thần thông. Thẩm Trường Thanh nhìn xem trước mặt xuất hiện 6 mặt hỗn độn thạch bia, hắn trầm mặt lại. Cho đến bây giờ, xuất hiện hỗn độn thạch bia đã là khoảng chừng 21 mặt. Không tính Minh Hà Đại Điện bên ngoài Vạn Đạo Bia, đơn thuần là trong Đại Điện hỗn độn thạch bia, cũng có 20 mặt. 20 mặt hỗn độn thạch bia. 20 môn nhất phẩm thần thông. Thẩm Trường Thanh nhìn xem còn dư lại nguyên điểm. Chỉ còn lại chỉ là 20 mà thôi, nếu như lại đem trước mặt 6 môn thần thông toàn bộ tăng lên lời nói, cũng chỉ còn lại 14 nguyên điểm. Hắn hiện tại không xác định đằng sau còn có bao nhiêu hỗn độn thạch bia chờ đợi mình. Còn dư lại 14 nguyên điểm, có thể hay không chống đến cuối cùng, cũng thành một cái còn chờ thương thảo vấn đề. Lần thứ nhất, Thẩm Trường Thanh vì nhất phẩm thần thông quá nhiều mà sinh ra không nên có phiền não. Hy vọng đằng sau không cần lại có quá nhiều thần thông, bằng không, ta thực sự bị tốn tại nơi này. Hắn thở dài. Tiến vào Minh Hà Đại Điện về sau, liền không có phát giác được bất kỳ đường ra. Cái này liền nói rõ, muốn từ Đại Điện ra ngoài, lớn nhất khả năng chính là mình đạt được truyền thừa, hoặc là có tu sĩ khác đạt được truyền thừa, sau đó mình bị vung đi ra. Đối với cái sau lời nói, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không hy vọng. Nhưng nếu như phía trước vẫn là nặng bao nhiêu khảo nghiệm lời nói, bản thân bây giờ nguyên điểm cũng vậy xác thực không đủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng dựa vào bản thân thiên phú đến lĩnh hội thần thông. Cứ như vậy, cần thời gian nhất định không ngừng. Nói trắng ra là nhất phẩm thần thông huyền diệu. Liền xem như lại như thế nào có thiên phú tu sĩ, muốn đem một môn nhất phẩm thần thông hoàn toàn lĩnh ngộ, đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Nhìn qua trước mặt 6 mặt bia đá, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, tâm thần chính là hòa tan vào. Minh Hà Đại Điện bên ngoài, đến cường giả đã là càng ngày càng nhiều. Cứ việc giữa thiên địa tồn tại các loại hung hiểm, lại có đông đảo hạn chế tồn tại, nhưng tiến vào phương thiên địa này tu sĩ, đại đa số đều là thực lực bất phàm, liền xem như có hung thú chặn đường, có thần quân quy tắc hạn chế, một dạng không thể ngăn cản hắn bước chân. Đến như vì sao có thể thống nhất tìm tới Minh Hà Đại Điện, lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là linh khí. Chí bảo chỗ, linh khí nhất định nồng đậm, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tạo hóa thần liên có thể vì vô thượng chí bảo, hắn dựng dục địa phương, vậy chắc chắn là thiên địa linh khí nồng nặc nhất chỗ. Bởi vậy, chỉ cần tìm linh khí nồng nặc nhất phương hướng tiến lên, có thể tự tìm tới truyền thừa chỗ. Theo đến cường giả càng ngày càng nhiều, Minh Hà Đại Điện bên ngoài không khí, cũng không biết chưa phát giác ở giữa liền ngưng trọng lên. Chung Sơn Thị Tộc. Lôi Lê trong mắt lạnh như băng. Rơi vào một cái nào đó phương hướng. Chung Sơn Đông Huyền trước kia lực chú ý là rơi vào Vạn Đạo trên tấm bia, bỗng nhiên lòng có cảm giác, thuận kia cổ sát ý nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn đối lên này ánh mắt lạnh lẽo. Lôi Trạch Thần Tộc. Hắn không nghĩ tới, bản thân còn không có tìm Lôi Trạch Thần Tộc phiền phức, đối phương ngược lại là trước để mắt tới mình. Đối với lần này, Chung Sơn Đông Huyền thần sắc hờ hững, xem ra Lôi Trạch Thần Tộc tự hồ đối Ngô có chút bất mãn, nếu có cái gì bất mãn, chẳng bằng nói thẳng ra, chỉ ở vụng trộm nhìn chằm chằm, có mất thần tộc mặt mũi đi. Lời này vừa nói ra, tu sĩ khác nghe nói, đều là đồng loạt nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền cùng với Lôi Lê. Lôi Trạch Thần Tộc bản thân liền là một phương không kém thần tộc, lần này tiến vào thượng cổ di chỉ trong thế lực, đối phương thực lực đủ để sắp xếp vào hàng đầu. Chung Sơn Thị Tộc lời nói, mặc dù không phải thần tộc, nhưng đối phương gần đây làm việc không chút kiên kỵ, thanh danh so tầm thường thần tộc đều muốn tới vang dội. Hiện tại dính đến cái này hai tộc sự tình, cũng liền khó trách sẽ dẫn tới tu sĩ khác chú ý, nghe vậy. Lôi Lê cũng không có lui bước cái gì, bước ra một bước, lạnh giọng quát. Chung Sơn Đông Huyền. Ngô hỏi ngươi, tộc ta Lôi Tề Thần Vương thế nhưng là vẫn lạc tại ngươi Chung Sơn Thị Tộc trong tay. Thần Vương vẫn lạc. Chung quanh cường giả nghe vậy, đều là ánh mắt lấp lóe lại. Bọn hắn xem như minh bạch, vì cái gì Lôi Trạch Thần Tộc sẽ làm khó dễ, nguyên lai là có Thần Vương bỏ mình. Lôi Tề Thần Vương thanh danh, tại chỗ cường giả cũng là có nghe thấy, đối phương thực lực tại thần vương bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là thần vương đệ tam cảnh cường giả, muốn chém giết như thế cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lấy vị này Chúc tông chủ thực lực, ngược lại là thật có khả năng làm được. Nguyên lai Lôi Tề chết rồi. Chung Sơn Đông Huyền sắc mặt kinh ngạc. Lôi Lê nghe vậy, lạnh như băng sắc mặt hòa hoãn một điểm, nói như vậy, Lôi Tề thần vương cũng không phải là vẫn lạc tại ngươi Chung Sơn thị tộc trong tay. Trước mắt đến xem, nên không phải tộc ta gây nên. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu. Nghe nói lời này, các tộc tu sĩ lại nhìn về phía ánh mắt của đối phương lúc, đã là trở nên hơi khinh miệt. Nguyên lai đây chính là cái gọi là Chung Sơn thị tộc, đối mặt Lôi Trạch thần tộc ép hỏi, nhanh như vậy liền cúi đầu nhượng bộ. Dù là đối phương thái độ kiên cường một chút, đều không đến mức để bọn hắn xem thường. Đáng tiếc thịnh danh chi hạ chính là hư sĩ, quả thực là để bọn hắn có chút thất vọng. Chính đáng tu sĩ khác coi là Chung Sơn thị tộc như vậy chịu thua thời điểm, Chung Sơn Đông Huyền lại là lời nói xoay chuyển, bất quá, nếu để cho bản tọa đụng phải lời nói, cũng không để ý tự tay đem hắn đưa vào U Minh. Hiện tại hắn vẫn lạc tại tu sĩ khác trong tay, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nghe vậy, Lôi Lê trước kia hòa hoãn sắc mặt, bỗng nhiên lạnh như băng xuống tới, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngươi là đang gây hấn tộc ta không thành. Khiêu khích. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu. Dễu cợt cười nói, bản tọa không phải là khiêu khích Lôi Trạch thần tộc, chẳng qua là cảm thấy tại chỗ Lôi Trạch thần tộc đều là phế vật thôi, nếu không phải thần quân truyền thừa phía trước, ngươi cho rằng ngươi có tư cách tại trước mặt bản tọa sủa loạn. Câu nói này, có thể nói là nửa điểm mặt mũi cũng không cho đối phương lưu. Tu sĩ khác nghe vậy, ánh mắt đều là lấp lóe mấy lần. Đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng Chung Sơn thị tộc, làm việc phương diện quả nhiên đủ cuồng, liền xem như thần tộc ở trước mặt, đều nửa điểm mặt mũi không lưu. Chung Sơn Đông Huyền. Lôi Lê sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Đối phương hoàn toàn không nể mặt chính mình, nếu là hắn không làm ra bất luận cái gì ứng đối lời nói, như vậy Lôi Trạch thần tộc mặt mũi, liền xem như triệt để mất hết. Sự tình đến một bước này, nói thật, chính Lôi Lê cũng có chút hối hận, tại sao phải vô duyên vô cớ đi trêu chọc Chung Sơn thị tộc. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận, vì Lôi Trạch thần tộc mặt mũi, hắn nhất định phải làm chút gì. Lúc này, cường hãn khí tức dâng lên, Lôi Lê toàn thân thần quang mờ mịt, tự như là thần linh lâm phàm bình thường, tốt, liền khiến ta đến xem thử, nghe đồn ở trong Chúc tông chủ. Là có hay không có miệt thị tộc ta tư cách? Vui lòng phụng bồi. Chương 445, Truyền thừa chi địa. Nhân tộc trấn thủ sứ chỉ thấy Chung Sơn Đông Huyền một bước phóng ra, dẫn đầu hướng lên trời khung hư không mà đi. Ngay sau đó, Lôi Lê chính là theo sát phía sau. Chính đáng cả hai tiến vào bầu trời chớp mắt, lúc này thì có nổ vang rung trời bộc phát, một cổ mênh mông ba động càn quét tứ phương. Bọn hắn đấu với nhau rồi. Lôi Lê thần vương thực lực tại thần vương bên trong xem như đỉnh tiêm, nhưng Chung Sơn Đông Huyền nhưng có thể được xưng tụng thần chủ trở xuống chí cường giả, trận chiến này theo ngô đến xem, Chung Sơn thị tộc phần thắng phải lớn hơn một chút. Có thần vương nói ra cái nhìn của mình. Mặc dù Chung Sơn thị tộc vẻn vẹn thị tộc mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, đối phương thực lực là thật sự cường hoành. Tại thần chủ không ra tình huống dưới, liền xem như thần tộc nội tình, đều chưa hẳn có thể đối cứng Chung Sơn thị tộc. Đặc biệt là vị này Chúc tông chủ, không dưới một lần có đối cứng thần chủ chiến tích. Như thế thực lực, danh xưng thần chủ trở xuống chí cường giả, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là có cường giả cầm bất đồng ý kiến, Lôi Lê rốt cuộc là Lôi Trạch thần tộc cường giả, nội tình không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Chung Sơn Đông Huyền có thể lực chiến thần chủ ở mức độ rất lớn, là mượn thông u dẫn lực lượng. Nếu như không có thông u dẫn lời nói, hắn chưa hẳn liền có thể ổn ép Lôi Lê một đầu. Chính đáng lúc này, chỉ thấy chân trời có kim sắc lưu quang phá toái hư không tới, chợt liền bày biện ra chiến xa màu vàng ống thân ảnh. Hoàng kim chiến xa. Tới là Thánh Thần tộc vị kia. Tại nhìn thấy Thánh Thần Tử đến thời điểm, các phương cường giả sắc mặt đều là không khỏi ngưng trọng lên. Vị này chính là chân chính cường giả đỉnh cao. Cứ việc không vào thần chủ cảnh, vốn dĩ tại chỗ tất cả tu sĩ thực lực để cân nhắc lời nói. đối phương ở vào đỉnh tim, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tranh luận. Đặc biệt là phía trước cùng La Khâu một trận chiến, có thể nói là rơi vào rồi không ít tu sĩ trong mắt. Sở dĩ tại nhìn thấy Hoàng Kim Chiến xa đến thời điểm, tràng diện bên trên thanh âm đều là ít đi rất nhiều. Xem ra nơi này chính là Minh Hà Thần Quân truyền thừa chi địa rồi. Trên chiến xa, Thánh Thần Tử nhìn xem trước mặt cung điện màu đen, bình tĩnh ánh mắt có chút lấp lóe. Từ trong đại điện tràn lan ra tới khí tức, liền có thể cảm giác lai lịch bất phàm. Sau đó, hắn lại là ngẩng đầu nhìn về phía hư không chỗ. Nơi đó có hai tôn vĩ ngạn thân thể ngay tại ra sức chém giết. Tu sĩ khác có lẽ nhìn không ra cái gì đồ vật, vốn dĩ Thánh Thần Tử thực lực, nhưng có thể dễ dàng xuyên thấu qua cổ lực lượng kia ba động, nhìn ra bên trong cảnh tượng. Chung Sơn thị tộc coi là thật bất phàm. Hắn sắc mặt hờ hững. Cả hai trong chiến đấu, có thể rõ ràng nhìn ra được, Chung Sơn Đông Huyền chính là chiếm cứ có tuyệt đối thượng phong, Lôi Lê không được bao lâu liền sẽ lạc bại. Đối với cái này vị Trúc Tông chủ thực lực, Thánh Thần Tử cũng là có mấy phần ngưng trọng. Không thể không nói, đối phương thật là có thể được xưng tụng thần chủ trở xuống chí cường giả. Nếu là bản thân không vào thần vương đệ tứ cảnh lời nói, đoán chừng cũng không có cái gì phần thắng có thể nói. Bất quá, hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Thánh Thần Tử không phải là cái gì Lôi Trạch Thần Tộc, Hoàng Sơn Thần Tộc có thể so sánh. Chung Sơn thị tộc thật muốn trêu chọc đến Thánh Thần Tộc lời nói, đó chính là tự chịu diệt vong. Tin tưởng liền xem như lại cho đối phương mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không có đến sợ bản thân lông mày khả năng. Đang nhìn một chút về sau, hắn sẽ thu hồi ánh mắt. Một trận chiến này, không có cái gì hồi hộp có thể nói, cũng không có cái gì đáng xem rồi. Ngay sau đó, Thánh Thần Tử mới đem ánh mắt rơi vào vạn đạo trên tấm bia. Không sai chí bảo. Ở ngoài sáng ngộ vạn đạo bia tác dụng về sau, trong mắt của hắn cũng có tinh mang hiển hiện. Mà lấy Thánh Thần Tộc nội tình, đối mặt vạn đạo bia cấp độ này chí bảo, cũng là không thể bỏ qua. Bất quá, Thánh Thần Tử không có động thủ thu lấy vạn đạo bia ý tứ. Dưới mắt đến cường giả đông đảo, liền xem như mình muốn thu lấy vạn đạo bia, cái khác các tộc nghĩ đến cũng sẽ không đồng ý. Hắn không e ngại các tộc cường giả, có thể tại thần quân truyền thừa cùng với tạo hóa thần liên không có tới tay trước kia, không cần thiết sinh ra quá nhiều khó khăn trắc trở. Chờ cầm tới thần quân truyền thừa cùng với tạo hóa thần liên về sau, giống như là vạn đạo bi chí bảo như thế, tự nhiên là Thánh Thần Tộc vật trong túi. Minh Hà Đại Điện, vạn đạo bia. Tại ai cũng không có chú ý tới tình huống dưới, Bá Thiên Thần Quân lặng yên mà tới. Nhìn xem trước mặt bia đá, trong mắt của hắn có nóng bỏng thần sắc. Nghe đồn vạn đạo bia chính là Minh Hà Lão Nhi luyện chế chí bảo, bên trong ẩn chứa Minh Hà Lão Nhi sở ngộ toàn bộ thần thông pháp môn, nếu như có thể đạt được vật này lời nói, tại bản tọa mà nói chỗ tốt tất nhiên to lớn. Cứ việc tất cả mọi người là thần quân, nhưng Bá Thiên Thần Quân không thể không thừa nhận, bản thân so với Minh Hà Thần Quân tới nói, các phương diện đều là kém một đoạn. Vạn đạo bia uy danh, tại thượng cổ thời kỳ cũng là thanh danh không nhỏ. Nhưng mà, hắn chỉ nghe ngửi qua vạn đạo bia thanh danh, nhưng không có chân chính nhìn thấy qua vạn đạo bia, bây giờ xem như lần thứ nhất tiếp xúc. Nhìn qua trước mặt bia đá, Bá Thiên Thần Quân muốn nói không tâm động, đó là đương nhiên là giả. Chỉ là khi hắn nhìn xem chung quanh một đám cường giả lúc, nội tâm sao động lại là rất nhanh nguội xuống. Vạn đạo bia trân quý không giả, nhưng liền trước mắt mà nói, bản thân không có thu lấy vạn đạo bia khả năng. Bá Thiên Thần Quân chịu 100% khẳng định, nếu như mình vũng vẫy vạn đạo bia mảy may lời nói, tiếp theo hơi thở, cũng sẽ bị một đám cường giả oanh sát đến cạn bã. Không được nói tại chỗ sở hữu cường giả, vẹn vẹn là một Thánh Thần Tử, cũng không phải là bản thân bây giờ có thể chống lại. Loại kia vô song thiên kiêu, cơ hồ có thể xưng cùng cảnh ở trong sự tồn tại vô địch. Trừ phi có thể vào thần vương đệ tam cảnh, bằng không mà nói, Bá Thiên Thần Quân cũng không có bất luận cái gì địch nổi nắm chắc. Mà lại, vạn đạo trên tấm bia, còn có Minh Hà Thần Quân lưu lại lực lượng tồn tại, lấy hắn bây giờ nội tình, còn không có đối cứng thần quân lực lượng khả năng. Dưới mắt chỉ có thể là đi đầu tiến vào Minh Hà Đại Điện lại nói, đợi đến đem truyền thừa cùng với tạo hóa thần liên nắm bắt tới tay, phương thiên địa này hết thảy, nghĩ đến đều là của bổn tọa trong lòng bàn tay vật rồi. Bá Thiên Thần Quân ánh mắt âm lãnh. Hắn vừa mới bắt đầu coi là nơi này chỉ là Minh Hà Thần Quân lưu lại một phương hành cung, chờ chân chính tiến vào nơi này thời điểm, mới đột nhiên ở giữa phát hiện, đó căn bản không phải là cái gì hành cung, mà là chân chính truyền thừa chỗ. Đạo lý giống nhau. Nơi này đã là truyền thừa chỗ, như vậy đạt được truyền thừa tu sĩ, liền tất nhiên có cơ hội chấp chưởng Minh Hà Thần Quân hết thảy. Cái gọi là hết thảy, chính là thượng cổ di chỉ bên trong sở hữu đồ vật. Mặc dù những này chỉ là bản thân phỏng đoán, nhưng Bá Thiên Thần Quân lại là càng chắc chắn. Sau đó, hắn chính là đem tâm thần, trực tiếp chìm vào đến vạn đạo bia bên trong. Tiền thân làm thần quân tầng thứ cường giả, Bá Thiên Thần Quân chân chính chấp chưởng thần thông mặc dù không thể nói là hạo như đầy sao, nhưng cũng là chủng loại phong phú. So với các tu sĩ khác, hắn có càng lớn nắm chắc, trước tu sĩ khác một bước, trực tiếp tiến vào Minh Hà trong đại điện. Cái này chính là cường giả thời thượng cổ lực lượng. Lúc này, lại có cường giả ngự không đến đây. Hoàng Sơn Thần Tộc cường giả đến rồi. Nhìn thấy người đến thời điểm, có tu sĩ ánh mắt lấp lóe, bất quá hắn cũng không có để ý tới bao nhiêu. Hiện tại đến tới thần tộc cường giả là đếm không ít, Hoàng Sơn Thần Tộc tại đông đảo trong thần tộc, hiện tại xem như hoàn toàn hạn chót tồn tại, liền xem như có cường giả đến, vậy vẫn không tầm thường cái gì quá lớn sóng gió. Chung Sơn Đông Huyền, Hoa Nguyên Thần Vương đến về sau, không để ý đến những chuyện khác, mà là dẫn đầu nhìn về phía trên vòm trời, nơi đó rõ ràng là hai phe thần vương chiến trường. Phó Thắng vẫn lạc, hắn vẫn luôn hoài nghi là Chung Sơn Thị Tộc gây nên. Hiện tại Chung Sơn Đông Huyền đang cùng Lôi Trạch Thần Tộc cường giả khai chiến, để cho nội tâm hiện lên kiểu khác ý nghĩ. Một đối một tình huống dưới, Hoa Nguyên Thần Vương tự tin mình không phải là Chung Sơn Đông Huyền đối thủ, dù sao vị kia đã là danh xưng thần chủ trở xuống chí cường giả, không phải nửa bước thần chủ bất khả kháng hoành. Nhưng bây giờ khác biệt. Lôi Lê thực lực cứ việc không bằng đối phương, nhưng cũng là không kém. Nếu như hắn theo đối phương liên thủ, chưa hẳn liền không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Bất quá. Liên thủ suy nghĩ vừa xuất hiện, nhưng lại bị Hoa Nguyên Thần Vương bỏ đi. Đối phó Chung Sơn Đông Huyền cố nhiên trọng yếu, nhưng là đạt được tạo hóa thần liên, mới là trọng yếu nhất. Vì sao Chung Sơn Thị Tộc dám đối với Hoàng Sơn Thần Tộc xuất thủ, nói trắng ra là, chính là Hoàng Sơn Thần Tộc xuống dốc, làm cho đối phương thấy được cơ hội. Nếu là Hoàng Sơn Thần Tộc không thể cuộc khởi lời nói, liền xem như giải quyết rồi một cái Chung Sơn Thị Tộc, vẫn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba Chung Sơn Thị Tộc. Hiện tại, nghĩ biện pháp đạt được tạo hóa thần liên mới là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Chỉ cần Hoàng Sơn Thần Tộc bản thân cường đại, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoa Nguyên Thần Vương cũng không có tham dự vào dự định. Không nói ra tay có thể hay không trấn áp Chung Sơn Đông Huyền, dù là thật sự trấn áp, đối tự thân cũng không có quá lớn chỗ tốt. Cùng hắn lãng phí thời gian, chẳng bằng toàn lực lĩnh hội vạn đạo bia, tiến vào Minh Hà Đại Điện. Đạt được thần quân truyền thừa tới thực tế. Chợt, hắn toàn bộ tâm thần, chính là rơi vào vạn đạo trên tấm bia. Không bao lâu, bầu trời nổ tung. Cấu kết máu thân thể rơi xuống, những cường giả khác cảm thấy được động tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, vừa vặn gặp được Lôi Lê chật vật không chịu nổi một màn. Thất bại. Vị này Lôi Trạch Thần Tộc cường giả, chung quy là thất bại. Có cường giả âm thầm thở dài, lại nhìn về phía từ hư không rơi xuống Chung Sơn Đông Huyền lúc, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Vị này thực lực, quả nhiên là cùng nghe đồn ở trong một dạng đáng sợ. Chính đáng đây là tâm thần đắm chìm trong vạn đạo trong bia Bá Thiên Thần Quân, đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn chính là biến mất ở nguyên địa. Hắn vậy tiến vào trong đại điện rồi. Có chú ý tới một màn này cường giả, con ngươi bỗng nhiên co vào. Cho đến bây giờ, chân chính tiến vào đại điện chỉ có hai cái tu sĩ mà thôi. Một là Bắc Ly Thị Tộc Bắc Ly Vấn Thiên, một cái chính là vừa mới tu sĩ kia. Sau đó, liền có cường giả nghĩ tới Bá Thiên Thần Quân thân phận, vị kia tự như là Huyễn Thị Tộc Thiên Kiêu đi, tên là Huyễn Vực, cũng là đứng hàng phong thần bản thần cảnh bản danh sách tồn tại. Trước có Bắc Ly Thị Tộc Thiên Kiêu, lại có Huyễn Thị Tộc Thiên Kiêu, hẳn là những này thị tộc thiên kiêu coi là thật cường đại như thế không thành. Có thần vương tràn đầy không cam lòng. Trước sau hai cái tiến vào Minh Hà Đại Điện tu sĩ, toàn bộ đều là đến từ thị tộc, khó tránh khỏi để trong lòng bọn họ không cam lòng. Lúc này, dị biến tái sinh. Trước kia dừng lại hoàng kim chiến xa, giờ phút này cũng là đột ngột biến mất không thấy gì nữa, tính cả không gặp, còn có trên chiến xa thánh thần tử. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để còn lại tu sĩ sắc mặt lại là biến đổi. Thánh thần tộc vị kia vậy nhập Minh Hà Đại Điện rồi. Ngay sau đó, bọn họ đều là không tiếp tục để ý sự tình khác, toàn tâm lĩnh hội thần thông, tranh thủ mau chóng tiến vào Minh Hà Đại Điện lại nói. Chương 446, Thiên Tâm. Nhân tộc trấn thủ sứ lại là trận pháp. Bá Thiên Thần Quân nhìn xem bản thân vị trí địa phương, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Trận pháp. Lại là trận pháp. Hắn không rõ, vì cái gì Minh Hà Thần Quân như thế thiên vị tại trận pháp. Mới vừa vào Thượng Cổ Di Chỉ thời điểm, thì có trận pháp phương diện khảo nghiệm, bây giờ nhưng lại có trận pháp ngăn cản. Không đợi Bá Thiên Thần Quân nghĩ lại bao lâu, liền gặp Minh Hà Thần Quân hư ảnh nổi lên. Phá trận phương pháp có hai, lấy mang lực phá trận, hoặc là ngộ ra trận pháp bản nguyên, phá trận về sau liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Thoại âm rơi xuống. Minh Hà Thần Quân hư ảnh tiêu tán không gặp. Bá Thiên Thần Quân nghiến răng nghiến lợi, cũng không chờ hắn nói chuyện, trận pháp đã là phát động. Chỉ thấy phô thiên cái địa giống như kiếm khí cuốn tới, đem trước mắt hư không đều chiếm cứ. Cảm thụ được kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắn tâm thần không khỏi trở nên ngưng trọng lên, không còn dám đi nghĩ lại cái khác, chỉ có thể là lấy toàn lực phá trận làm chủ. May mà chính là trước mắt trận pháp uy năng không tính quá mạnh, chỉ là ở vào thần vương phương diện tiêu chuẩn mà thôi. Không phải, bản thân lần này phiền phức liền lớn. Bảy mặt hỗn độn thạch bia. Tại chỗ cảnh lại một lần nữa biến ảo thời điểm, Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Nội thị bản. Hiện tại nguyên điểm chỉ còn lại 14 rồi. Sau đó hắn lại nhìn xem trước mặt hỗn độn thạch bia, trong mắt kiên định lên. Bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, mặc kệ phía trước đến cùng tồn tại bao nhiêu trạm kiểm soát, đều chỉ có thể không ngừng tiến lên. Kiên định niềm tin. Thẩm Trường Thanh tâm thần rơi vào bảy mặt trên tấm bia đá, tương ứng thần thông tin tức hiện ra tới. Sau đó, hắn chính là bình tĩnh lại tâm thần, lợi dụng nguyên điểm đem sở hữu thần thông, toàn bộ đều cho tăng lên tới pháp tắc phía trước. Giờ khắc này, pháp tắc số lượng vừa lúc tiến vào 300, 3.000 pháp tắc ngưng tụ động thiên hạch tâm, đã là hoàn thành 1/10 lộ trình. Tại pháp tắc số lượng đến 300 thời điểm, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, động thiên đã là xảy ra một cái không nhỏ thuế biến. Cứ việc động thiên vẫn là ở vào 7 trường phạm trù, nhưng so dĩ vãng thời điểm, đã là khuếch trương rõ ràng rất nhiều. Không chỉ như vậy, liền xem như trong động thiên 3 trượng đầm nước. Bây giờ cũng là đồng dạng khuếch trương một chút. Hồ nước bên trong mỗi một giọt nước, kỳ thực đều là hắn lực lượng nguồn suối. Bây giờ hồ nước khuếch trương, Thẩm Trường Thanh thực lực cũng là lấy được tương ứng tăng lên. Đợi đến tâm thần từ đều bản bên trong thối lui ra thời điểm, hắn liền đem sở hữu minh ngộ thần thông pháp tắc, toàn bộ đều cho hiện ra. Trong chốc lát, hư không chấn động kịch liệt. Ở tại giữa tầm mắt, vô ngần hư không tựa như mặt kính giống như từng khúc vỡ vụn tan rã, không giống quang mang bày biện ra tới. Lần này, không có cái gọi là trời đất quay cuồng, cũng không có đột ngột tràn cảnh biến ảo. Hết thảy tất cả, đều giống như là cuộn tranh bình thường, từ từ trải mở ra tới. Không đến một khắc đồng hồ, hư không hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một phương sơn thanh thủy tú cảnh tượng. Sơn phong chập trùng, nước suối ào ạt. Thoải mái hương thơm phiêu nhiên mà tới, nhường cho người không tự chủ được cảm thấy tâm thần vui vẻ. Cùng lúc đó, càng có một cổ nồng đậm đến cực hạn linh khí, tràn ngập trong không khí. Người đến rồi. Ôn nhuận thanh âm vang lên. Thẩm Trường Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy có bạch y trung niên chính cười không ngớt nhìn mình. Khi nhìn thấy đối phương bộ đáng lúc, hắn ánh mắt con người không khỏi co rụt lại. Minh Hà Thần Quân. Tiếp theo hơi thở, Thẩm Trường Thanh liền phản ứng lại. Trước mắt tràn cảnh biến ảo, lại có Minh Hà Thần Quân xuất hiện, nơi này rất có thể chính là chân chính truyền thừa chi địa. Nghe vậy, Minh Hà Thần Quân cười nhạt nói, bản quân tại bậc này đợi hàng ngàn vạn năm, rốt cục có tu sĩ đến, ngô còn có coi là lưu lại đồ vật, muốn hoàn toàn bị tuế nguyệt nuốt hết. Vãn bối gặp qua Minh Hà Thần Quân. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng thở dài. Bất luận là đối phương thực lực, hoặc là đối phương niên kỷ, cũng làm nổi bản thân thi lễ. Hơn nữa, hắn bây giờ muốn đạt được đối phương chỗ tốt, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Minh Hà Thần Quân khoát tay áo, sáng tỏ ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi là một tộc kia tu sĩ. Ta xuất từ Bắc Ly Thị Tộc. Bắc Ly Thị Tộc. Minh Hà Thần Quân thì thầm một lần, trong đầu lại là không có quá nhiều ký ức. Bất quá. Chư thiên vạn tộc nhiều như vậy, bản thân chưa chừng nghe nói cũng là bình thường. Dù sao bản thân thời kỳ toàn thịnh chính là đỉnh tim thần quân, chỉ là thị tộc rất khó vào mắt. Ngươi có thể tới nơi này, nói rõ ngươi thiên phú cùng với cơ duyên đều là có thể xưng đỉnh tim, bản quân truyền thừa cùng với tạo hóa thần liên, bây giờ liền đều là ngươi, nhưng là bản quân cũng có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Yêu cầu. Thẩm Trường Thanh thần sắc không thay đổi, thần quân thỉnh giảng. Ngô tại ngàn vạn năm trước liền đã bỏ mình, bất kỳ cái gì sinh linh vẫn lạc, đều sẽ nhập U Minh một hàng, sau đó tìm kiếm chuyển thế thời cơ, ngày khác nếu là ngươi ở đây chư thiên bên trong, gặp được bản quân chuyển thế chi thân thời điểm, hy vọng ngươi có thể xuất thủ trong năm 12. Chỉ lần này một chuyện, ngươi nếu có thể đáp ứng, nơi đây đồ vật liền đều là ngươi rồi. Minh Hà Thần Quân từ tốn nói. Chuyển thế. Thẩm Trường Thanh sắc mặt liền giật mình. U Minh sự tình hắn từ Thanh Y trong miệng hiểu rõ không ít, nhưng chân chính liên quan đến U Minh chuyển thế đồ vật, cũng là lần đầu tiên. Dám hỏi vãn bối như thế nào mới có thể biết được, đối phương là phủ định chính là thần quân chuyển thế. Việc này đơn giản. Minh Hà Thần Quân đang khi nói chuyện, đưa tay thì có lưu quang tóe hiện. Chờ lưu quang đến trước mắt thời điểm, trực tiếp chính là dừng lại, bày biện ra một khối màu xanh ngọc bội bộ dáng. Minh Hà Thần Quân nói, này ngọc bội ẩn chứa bản quân một tia bản nguyên lực lượng, chỉ cần bản quân chuyển thế thân ở bách thế trong vòng, đều có thể cảm giác ra tới, nếu là vượt qua bách thế vậy coi như xong. Người chết nhập U Minh, không phải lập tức liền có thể luân hồi, chính là cần thời gian nhất định. Hàng ngàn vạn năm ở giữa, hắn thấy cũng không đến như luân hồi vượt qua bách thế như vậy thảm. Dù sao có thể chứng đạo thần vương người, liền có thể hưởng thụ 10 vạn năm trở lên thọ nguyên. Trong đó có thể vì quy tắc thần vương người, càng là có thể trực tiếp hưởng thụ 50 vạn năm thọ nguyên. Nếu là có 10 thế có thể vì quy tắc thần vương lời nói, liền có thể triệt tiêu 5 triệu năm. Đương nhiên rồi. Bất kỳ khả năng đều có. Nếu quả thật bất hạnh vượt qua bách thế, đó chỉ có thể nói bản thân vận khí không tốt. Tốt, ngày khác nếu là gặp được thần quân chuyển thế thân, vãn bối tất nhiên thực hiện lời hứa. Thẩm Trường Thanh đem màu xanh ngọc bội, cho thu vào trong động thiên mặt. Nghe vậy, Minh Hà Thần Quân hài lòng gật đầu, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, nếu như bản quân không có nhìn lầm, ngươi nên là ở vào nửa bước thần vương cảnh, ngô lưu lại tạo hóa thần liên ngược lại là chính hợp ngươi dùng. Trừ tạo hóa thần liên bên ngoài, còn dư lại chính là bản quân truyền thừa. Dứt lời. Hắn đưa tay phải ra, chỉ thấy lòng bàn tay có ánh sáng đoàn nổi lên, vô cùng đạo vận từ cái này lộ ra lộ, làm cho tâm thần người đều là không nhịn được chìm vào trong đó. Tốt đồ vật a. Tại chùm sáng xuất hiện trong nháy mắt, tồn tại ở trong động thiên Thanh Y, chính là có chút kìm nén không được mở miệng. Tốt đồ vật. Thẩm Trường Thanh ánh mắt khẽ biến. Có thể để cho Thanh Y thất thố, tự nhiên không thể nào là cái gì tầm thường đồ vật rồi. Dám hỏi thần quân, đây là vật gì? Đây là thiên tâm. Thiên tâm. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghi hoặc. Hắn là lần thứ nhất từ tu sĩ khác trong miệng, nghe nói cái tên này. Minh Hà Thần Quân nói, cái gọi là thiên tâm, chính là thiên địa tâm, ngươi nếu có thể luyện hóa thiên tâm, liền có thể hóa thành một phương thiên địa chúa tể, bất kỳ cái gì cường giả tiến vào phương thiên địa này, đều phải nhận ngươi hạn chế. Nghiêm ngặt tới nói, bất kỳ cái gì một phương thiên địa đều có thiên tâm tồn tại, nhưng có thể luyện hóa thiên tâm người lác đác không có mấy. Một khi luyện hóa thiên tâm thất bại, nhẹ thì thiên địa hủy diệt, nặng thì tu sĩ bản thân thân tử đạo tiêu, nhưng dưới mắt này mai thiên tâm bản quân đã luyện hóa, Ngươi nếu là lại đi luyện hóa lời nói, làm không một chút phong hiểm. T. Nghe được câu này về sau, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía chùm sáng thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Luyện hóa thiên tâm, tương đương với chấp chưởng một phương thiên địa. Đơn giản một câu, đã hoàn toàn trình bày thiên tâm tầm quan trọng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì? Hẳn là này thiên tâm, chính là ngoại giới kia đại thiên thiên địa thiên tâm. Nếu thật là ngoại giới kia đại thiên thiên địa thiên tâm lời nói, vậy cái này mai thiên tâm trình độ trọng yếu, chỉ sợ lại được lên cao một cái cấp độ. Dù sao cùng là thiên tâm, khẳng định cấp bậc càng cao thiên địa, thiên tâm lại càng trọng yếu. Minh Hà Thần Quân gật đầu, ngươi nói không sai, cái này thiên tâm chính là ngươi chờ tiến vào đại thiên thiên địa thiên tâm, nghiêm ngặt tới nói, nên xem như đỉnh tim đại thiên thiên địa thiên tâm, nếu như ngươi có thể luyện hóa lời nói, thần chủ tứ trọng trở xuống người, nếu là tự tiện vào thiên địa, đều có thể một lần hành động trấn áp. Thần chủ tứ trọng trở xuống người, đều có thể một lần hành động trấn áp. Đơn giản một câu nếu là lưu truyền ra đi, đủ để cho chư thiên vạn tộc chấn động. Dù sao có thể vì thần chủ cường giả, đã xem như bây giờ chư thiên đỉnh cao nhất, còn thần quân căn bản chưa từng xuất hiện. Thay lời khác tới nói, bản thân một khi luyện hóa thiên tâm, tới một mức độ nào đó, thì tương đương với tiên thiên đứng ở thế bất bại rồi. Thở sâu, Thẩm Trường Thanh không có đi hỏi thần quân truyền thừa ở nơi nào. Chỉ vì trước mắt thiên tâm, chính là đại biểu thần quân truyền thừa. Rất đơn giản đạo lý. Minh Hà Đại Điện thần quân truyền thừa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đều là tồn tại ở phương thiên địa này bên trong. Nếu như bản thân có thể luyện hóa thiên tâm chấp chưởng thiên địa, như vậy thần quân truyền thừa chính là tương đương với rơi vào chính mình chưởng khống ở trong. Cứ như vậy, cùng trực tiếp đạt được truyền thừa có cái gì khác nhau? Hắn tin tưởng, nếu như này thiên tâm tin tức lưu truyền ra ngoài lời nói, nhất định có thể để cho chư thiên vạn tộc cũng vì đó điên cuồng, cho dù là các phương thần tộc, vậy tất nhiên là không ngồi yên. Chính đáng Thẩm Trường Thanh khiếp sợ thời điểm, Minh Hà Thần Quân đã là tiện tay ném đi, đại biểu thiên tâm chùm sáng đã là hướng về hắn bay tới. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cuốn quýt đưa tay, trực tiếp đem thiên tâm tiếp được. Chỉ thấy chùm sáng vào tay khẽ hơi trầm xuống một cái, tự như là ngọc thạch bình thường, nhưng lại không giống với tiềm thường ngọc thạch, hơi dùng sức xoa bóp, nhìn như chùm sáng mặt ngoài, lại là cứng rắn như sắt. Hắn nếm thử đem thiên tâm thu nhập trong động thiên mặt, lại phát hiện làm bản thân lực lượng tác dụng ở trên trời trong lòng mặt thời điểm, sẽ trực tiếp vô hình tiêu tán ra, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Thanh Y nói, thiên tâm cấp bậc quá cao, không phải bây giờ động thiên có thể thu lấy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bỏ qua đem thiên tâm thu nhập động thiên dự định, sau đó một lần nữa nhìn về phía Minh Hà Thần Quân. Lại nói vãn bối có kiện sự tình, cũng muốn hỏi một lần thần quân, không biết phải chăng là có thể. Chương 447, Thần Cung khởi nguyên. Nhân tộc trấn thủ sứ, hỏi đi, bản quân này phân tàn hồn lưu lại mục đích, chính là vì chờ đợi kẻ đến sau, bây giờ ngươi đã là đến rồi, sở dĩ bản quân thời gian đã không nhiều. Có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi, nếu là bản quân biết được, liền có thể trực tiếp trả lời ngươi. Nếu không phải từng biết được, vậy liền không có cách nào. Minh Hà Thần Quân thản nhiên cười nói. Hắn tuy là tàn hồn, nhưng dừng lại ở đây đã là có tháng năm dài đằng đẵng, khó được có tu sĩ có thể ở bản thân tiêu vong trước kia tiến đến, bồi bản thân tâm sự trò chuyện. Cũng là chuyện không tồi. Thẩm Trường Thanh hỏi, dám hỏi thần quân, đối với thần cung nhưng có cái gì hiểu rõ? Thần cung. Minh Hà Thần Quân thật lòng nhìn hắn một cái, tự như là nhận thức lại đồng dạng. Theo lý mà nói, thần cung tồn tại không phải thị tộc có thể hiểu rõ đến, chẳng lẽ hiện tại đã nhập đại tranh chi thế không thành? Nói đến đây, hắn lại là lẩm bẩm một câu, tính lại, thời gian thượng hạn giống như là không sai biệt lắm, xem ra lần này đại tranh chi thế đích thật là bắt đầu rồi. Dứt lời, Minh Hà Thần Quân chỉnh bên dưới suy nghĩ, tiếp theo nói, thần cung tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời. Nghiêm túc tới nói lời nói, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình băng diệt thời kỳ. Nhân tộc Hoàng Đình băng diệt thời kỳ. Thẩm Trường Thanh sắc mặt khẽ giật mình. Khó trách. Khó trách Thanh Y đối với thần cung không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, tình cảm thần cung xuất hiện là ở thượng cổ hoàng đình băng diệt về sau. Minh Hà Thần Quân nói, thần cung cụ thể vì sao xuất hiện, nếu là Ngô Bản Tôn lời nói, nên là hiểu rõ, nhưng cũng tiếc Ngô chỉ là một sợi tàn hồn, ký ức phương diện có thiếu hụt mất, đối với thần cung khởi nguyên ngược lại là không có quá nhiều hiểu rõ. Chỉ biết thượng cổ nhân tộc hoàng đình phá diệt về sau, các phương thần tộc chính là lập xuống thần cung kỳ thực chính là một cái cách gọi, không phải đơn chỉ một phương nào thần tộc. Nhưng là chư thiên bên trong tất cả cường giả đỉnh cao, đều là tại thần cung bên trong, mà không phải tại chư thiên ở trong. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ chư thiên bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn không gian? Càng thêm rộng lớn không gian. Minh Hà Thần Quân nghe vậy, hơi ngây người một lần, tự như đang nhớ lại cái gì, sau đó lắc đầu, Ngô mặc dù ký ức có chút thiếu thốn, nhưng chư thiên ngoại ứng làm không tồn tại rộng lớn không gian. Đến như thần cung vị trí cực kỳ huyền diệu, đã là lệ thuộc vào chư thiên, nhưng lại cùng bây giờ chư thiên khác biệt. Dù sao theo Ngô biết, sở hữu cường giả tại chứng đạo thần quân về sau, đều sẽ tiến về thần cung tìm kiếm tiến thêm một bước, sở dĩ từ thượng cổ nhân tộc hoàng đình phá diệt về sau, chư thiên bên trong thần quân cường giả đã là càng thêm thưa thớt. Trên cơ bản có thể nhập thần chủ đỉnh phong người, đều sẽ tiến về thần cung, tìm thời cơ chứng đạo thần quân, dĩ nhiên, cũng không bài trừ có cường giả không muốn tiến về thần cung. Vẫn như cũ dừng lại tại chư thiên bên trong, nhưng cứ như vậy, không có cái gì tiền cảnh có thể nói. Minh bạch rồi. Nghe tới Minh Hà Thần Quân giải thích về sau, Thẩm Trường Thanh xem như biết rồi, vì cái gì chư thiên ở trong không có thần quân tầng thứ cường giả, nguyên lai bực này cường giả toàn bộ đều đi trước thần cung. Bất quá, nội tâm của hắn vẫn là có một chút hoang mang. Vì cái gì thần quân phương diện cường giả muốn đi trước thần cung, chẳng lẽ tại chư thiên bên trong không thể đột phá không thành? Cũng không phải nói không thể đột phá đi, mà là chư thiên tồn tại hạn chế, không cho phép thần quân cấp bậc cường giả hoàn toàn hiện ra bản thân lực lượng, nếu là vận dụng thần quân phương diện lực lượng lúc, liền sẽ dẫn tới chư thiên trừng phạt. Mà thần quân phương diện tồn tại, nếu không thể vận dụng thần quân phương diện lực lượng, như vậy lại cùng thần chủ khác nhau ở chỗ nào, sở dĩ bọn hắn tự nhiên là lựa chọn tiến về thần cung, mà không phải lưu tại chư thiên bên trong. Minh Hà Thần Quân Vân Đạm Phong khinh giải thích. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tâm thần không khỏi chấn động. Nếu như đối phương nói lời chính là thật sự, như vậy đây đối với nhân tộc tới nói, thế nhưng là một cái thiên đại hảo sự. Thần quân phương diện cường giả, không thể tại chư thiên bên trong thi triển thần quân phương diện lực lượng, thay lời khác tới nói, nhân tộc lớn nhất thế lực đối địch, vẫn chỉ là thần chủ mà thôi. Cứ việc thần chủ cũng là cực kỳ khó mà chống lại, có thể như thế nào đi nữa, vậy so đối mặt thần quân phương diện cường giả tốt hơn rất nhiều đi. Nghĩ tới đây, hắn trước kia kéo căng tâm thần, không khỏi buông lỏng mấy phần. Mặt khác, tại Thẩm Trường Thanh âm thầm suy tính thời điểm, Minh Hà Thần Quân tiếp tục nói, tu sĩ một khi nhập thần cung về sau, còn muốn trở về chư thiên, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bọn hắn nhất định phải có được thái hư lệnh, mới có thể trở về. Bằng không mà nói, cưỡng ép nhập chư thiên, đồng dạng sẽ có trừng trị. Thái hư lệnh. Thẩm Trường Thanh thần sắc khẽ động. Dám hỏi tiền bối, vì sao thần cung cường giả không thể cưỡng ép nhập chư thiên, theo lý tới nói, những cường giả kia nên cũng là từ chư thiên bên trong đi ra à. Có thể trở ra đi, lại về không được, cái này liền có chút khôi hài rồi. Minh Hà Thần Quân tự hồ sớm đoán được đối phương sẽ như thế hỏi thăm, cười nhạt nói, có thể đánh một cái đơn giản so sánh. Chư thiên cùng thần cung ở giữa tồn tại một tầng không nhìn thấy bình chướng, chư thiên cường giả rời đi về sau muốn trở lại, cũng sẽ bị bình chướng chặn đường. Muốn mở ra bình chướng, nhất định phải có được tương ứng chìa khóa mới là, mà thái hư khiến chính là kia một cái chìa khóa. Đương nhiên, ngươi cũng đừng hỏi Ngô, vì sao lại tồn tại bình chướng dạng này thuyết pháp, đối đãi ngươi ngày sau thành tựu thần chủ đỉnh phong, hoặc là chứng đạo thần quân thời điểm, tự hành tiến về thần cung liền có thể biết. Cuối cùng, Minh Hà Thần Quân lại là bổ sung một câu, đem Thẩm Trường Thanh đằng sau muốn hỏi đều cho trực tiếp chặn lại trở về. Tiền bối, Thẩm Trường Thanh vừa định hỏi cái gì? Lúc này, Minh Hà Thần Quân chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, thời gian đã không nhiều lắm, lần này đại tranh chi thế rất là trọng yếu, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội, bằng không mà nói, đã đến giờ đến về sau, hết thảy đều phải hóa thành tro tàn. Thẩm Trường Thanh biến sắc, tiền bối nói thời gian không nhiều lắm, đến tột cùng là có ý tứ gì, chẳng lẽ tương lai là có cái gì càn quét chư thiên đại kiếp xuất hiện? Câu nói này, hắn từng tại dịch trên thân nghe nói. Hiện tại lại từ Minh Hà Thần Quân trong miệng nghe tới, lập tức để cho dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nếu như một người nói chuyện này, có thể là đối phương tin miệng nói nhảm bóp, nhưng có người thứ hai cũng nói lời nói, vậy liền xác suất rất lớn không phải gió thổi lỗ trống rồi. Lấy trước mặt vị này thân phận, lẽ ra cũng không có thể là gạt người. Minh Hà Thần Quân nói, ngươi muốn nói là đại kiếp, nghĩ đến cũng là không có vấn đề gì, còn vì cái gì thời gian không nhiều, ngô không được rõ lắm, dù sao lần này đại tranh chi thế chính là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ngươi có thể ở lần này đại tranh chi thế trúng được chư thiên khí vận che chở, từ đó trưởng thành lời nói, thì có tránh khỏi khả năng. Không phải, hết thảy đều là nói suông. Thẩm Trường Thanh trầm mặt lại. Cứ việc Minh Hà Thần Quân nói mơ hồ, nhưng hắn không sai biệt lắm cũng có thể khẳng định một việc, đó chính là tương lai khả năng thật có một trận càn quét chư thiên kiếp nạn xuất hiện, sở dĩ lần này đại tranh chi thế mới có thể rất là trọng yếu. Nhưng cụ thể là kiếp nạn gì, vậy liền không được biết rồi. Ngươi không dùng lo lắng quá nhiều, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường đại, bất kỳ cái gì vấn đề đều không phải vấn đề. Thật tốt trưởng thành đi, ngươi có thể lấy nửa bước thần vương thân nhập nơi đây, nói rõ thiên tư đích xác rất mạnh. Minh Hà Thần Quân trong mắt có tràn đầy tán dương thần sắc. Bản thân bày khảo nghiệm có bao nhiêu khó, chỉ có chính hắn tin tưởng. Nho nhỏ một nửa bước thần vương có thể tới đến nơi đây, đã đủ để chứng minh hết thảy rồi. Vãn bối còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, vãn bối hành tẩu chư thiên hồi lâu, thường xuyên nghe nói nhân tộc chính là chư thiên vạn tộc chi địch sự tình, nhưng không biết đối với nhân tộc thần quân nhưng có cái gì hiểu rõ, mà nhân tộc lại tại sao lại luân lạc tới cục diện như vậy? Thẩm Trường Thanh nói bóng nói gió mà hỏi. Không có cách nào. Hắn cũng không tốt xác định vị này lập trường, vạn nhất vị này cũng là đối nhân tộc cực kỳ căm thù lời nói, vậy mình tra hỏi quá trình bên trong có bất kỳ chỗ sơ suất, đều có thể dẫn tới phiền phức. Bất quá. Minh Hà Thần Quân sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt mở miệng, đối với nhân tộc sự tình, bản quân cũng không có cái gì hiểu rõ, chỉ biết thần cung đối nhân tộc cực kỳ căm thù, vạn tộc vây quét nhân tộc cũng là từ thần cung mà lên. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, vậy liền không được biết rồi, dù sao việc này cùng ngô cũng không có cái gì liên quan quá nhiều. Hắn cuộc khởi tại bé nhỏ. Nếu như không phải được tạo hóa thần liên lời nói, cũng không có khả năng chứng đạo thần quân. Thần cung cùng nhân tộc cừu hận, kia là các phương thần tộc sự tình, cùng bản thân lại có quan hệ thế nào? Một câu đơn giản lời nói, cũng coi là cho thấy đối phương trung lập lập trường. Thẩm Trường Thanh nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, mặc kệ Minh Hà Thần Quân nói lời là thật là giả, nhưng ít ra đối phương tại ngoài sáng bên trên, là đúng nhân tộc không có biểu lộ ra cái gì địch ý, chính đáng hắn thầm nghĩ thời điểm, Minh Hà Thần Quân nói, được rồi, lời nên nói. Bản quân đều nói không sai biệt lắm, thiên tâm giao cho ngươi, phương thiên địa này liền coi như là ngươi rồi. Nơi này đã từng là tộc ta thiên địa, đáng tiếc đương thời tộc ta hủy diệt với hán tộc trong tay, chỉ còn lại tàn phá thiên địa lưu lại, sau bản quân một chút xíu tu bổ, mới có bây giờ cục diện, hy vọng ngươi có thể thật tốt thiện dùng, chớ có bôi nhọ nó. Hắn ánh mắt có phức tạp tình cảm bộc lộ. Đem một phương tàn phá thiên địa, bồi dưỡng đến đỉnh nhọn đại thiên địa cấp độ, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nhưng cũng tiếc chính là, bản thân tuy là thần quân, nhưng cũng không có nghịch chuyển thời không biện pháp. Chủng tộc suy vong, phương thiên địa này xem như duy nhất ký thác. Hiện tại có người đến sau kế thừa, cũng coi là chấm dứt bản thân một phen tâm nguyện. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên đối xử tử tế phương thiên địa này. Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng trả lời. Theo đối phương trong giọng nói, hắn có thể nghe ra hắn đối với cái này phương thiên địa tình cảm, tương tự cũng có thể minh bạch kia ngắn ngủn một câu bên trong, là ẩn chứa có như thế nào tình cảm. Nghe vậy, Minh Hà Thần Quân gật đầu, có ngươi lời này liền vậy là đủ rồi. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn giống như sương mù bình thường, chậm rãi tiêu tán ở Thẩm Trường Thanh trước mặt. Không đến một lát, đã là không có nửa điểm bóng dáng. Đến tận đây, Một vị thần quân phương diện cường giả, hoàn toàn tan thành mây khói. Mắt thấy một vị thần quân tiêu tán, Thẩm Trường Thanh trên mặt cũng có một chút cảm khái. Mạnh như cấp độ này cường giả, cũng giống vậy không chạy thoát sinh tử tuần hoàn. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay thiên tâm, dựa theo đối phương trong lời nói ý tứ, chỉ cần mình luyện hóa thiên tâm, liền có thể hoàn toàn chấp chưởng này phương đại thiên thiên địa.